sau khi mở mắt nàng thấy hàn lập đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh còn lão đạo lúc trước âm mưu làm hại bọn nàng thì đang đứng gần đó như đứng hầu muội tỉnh rồi hả cũng đúng lúc đó hàn lập mở mắt nở nụ cười rồi nói cả người liễu nhạc nhi sững lại nàng nhìn chăm chú vào hai mắt hàn lập thần sắc thay đổi liên tục hồi lâu sau mới nói líu díu thạch đầu ca ca huynh huynh đã khỏi bệnh rồi nhạc nhi tên của ta là hàn lập từ nay về sau muội có thể gọi ta là hàn đại ca Hàn Lập nói nhẹ nhàng, Hàn, Hàn đại ca, sau khi nghe thấy vậy, sắc mặt Liễu Nhạc Nhi biến đổi liên tục, vẻ chán nản xuất hiện, nàng nói bằng vẻ bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy thanh niên cao lớn lúc này có mấy phần lạ lẫm. Tất cả những biến đổi trên sắc mặt nàng đều không qua khỏi mắt Hàn Lập, hắn mỉm cười. Yên tâm đi, tuy ta đã tỉnh lại nhưng chuyện mấy năm qua ta vẫn như y nguyên, ta sẽ vẫn là thạch đầu ca ca của muội, điều này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nghe được câu này, thiếu nữ vô cùng vui mừng, nước mắt trực trào ra, nàng ước lên một tiếng thạch đầu ca ca rồi bay thẳng vào trong lòng hàn lập. Ta biết trong lòng muội còn rất nhiều nghi vấn, tuy nhiên giờ không phải là lúc để giải thích. Sau này tới lúc thích hợp, ta sẽ nói rõ mọi chuyện. Hàn lập vuốt vuốt đầu thiếu nữ bằng vẻ cưng chiều, nói với giọng ôn nhu. Liễu nhạc nhi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi thêm câu nào. Lúc này nàng liếc mắt nhìn lão đạo đang run cầm cập ở gần đó, nét hoảng sợ lại thoáng hiện lên trong mắt chương 14, gặp biến, từ giờ Bạch Thạch Đạo Hữu đã là người một nhà rồi. Về sau có cho thêm 10 lá gan hắn cũng không dám ra tay với muội nữa đâu. Hàn Lập đứng dậy, vừa cười vừa nói, ánh mắt làm như vô tình liếc nhìn Bạch Thạch chân nhân. Thân thể lão đạo theo đó run rẩy, liên tục gật đầu như gà mổ thóc, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa sau lưng. Liễu Nhạc Nhi thấy vậy mới cảm thấy có chút buông lỏng. Đi, chúng ta ra ngoài thôi hàn lập nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của liễu nhạc nhi đi đến trước cánh cửa mật thất bên hòn non bộ sau đó nâng tay đặt lên cánh cửa đá đang lúc muốn mở cửa động tác của hắn đột nhiên chậm lại lông mày khẽ nhíu liễu nhạc nhi cũng cảm thấy sự khác thường của hàn lập ngẩng đầu nhìn hắn nét mặt lộ vẻ khó hiểu thật trùng hợp hàn lập ho hắc hắc một tiếng không trần trừ nữa liền đẩy cửa đá rồi nhanh chân bước ra ngoài bên ngoài bầu trời u ám rõ ràng bây giờ đã là buổi tối nhưng nhìn từ phía đảo nhỏ thì toàn bộ dư phủ lúc này lại đang chìm trong ánh lửa mút trời lửa cháy sáng rực như ban ngày những âm thanh la hét vang lên từ phía trước viện truyền đến làm lòng người khiếp sợ ở chính giữa phủ còn truyền lại những tiếng nổ cực lớn trong dư phủ khắp nơi đều có từng cột khói to bay lên nhìn giống những con rồng khổng lồ màu xám đen đang bay thẳng lên nhập vào bầu trời đêm u ám cho dù ba người bọn hàn lập đang đứng trên đảo nhỏ cách khá xa dư phủ nhưng cũng cảm thấy rõ ràng mùi máu tanh dị thường ngập tràn trong không khí. Chuyện này là sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Liễu Nhạc Nhi nhìn ánh lửa đang nổi lên bốn phía dư phủ, mặt đầy vẻ khó tin, thốt lên. Bạch Thạch, người có biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Hàn Lập hỏi một câu nhàn nhạt, vãn bối cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể là kẻ thù của dư gia tìm tới báo thù. Bạch Thạch chân nhân trần chờ một chút rồi trả lời, nói xong lại cung kính nhìn Hàn Lập tựa như chờ hắn đưa ra quyết định. Hàn Lập nhìn thoáng qua phía Liễu Nhạc Nhi ở bên cạnh, thấy cô bé này cũng đang chăm chú nhìn về phía bên kia bèn im lặng một lát rồi nói. Ta có thể tỉnh lại được thì cũng coi như là thiếu của vị thất tiểu thư này một cái nhân tình, không thể cứ thế mà bỏ đi như vậy được, qua đó nhìn xem một chút. Dứt lời, ba người đi ra khỏi đạo quán, men theo một cây cầu đá xuống núi, rồi chạy tới phía trước sư phủ. Càng tới gần, phía trước càng truyền đến từng tiếng chém giết rõ ràng hơn. Khi ba người vừa bước qua một cái cổng vòm, thì trước mặt họ liền hiện ra một khung cảnh kinh khủng như ở địa ngục tu la. Phía bên trong tiểu viện phía sau cổng vòm là từng đống xác chết máu thịt bầy nhầy xếp chồng tầng tầng lớp lớp, phần lớn trong đó đều mang trang phục hộ vệ của dư phủ, chỉ có một số ít là khoác lên người y phục dạ hành màu đen. Ánh lửa chiếu sáng rõ trong sân, tại một góc hẻm nhỏ gần tiền viện, có một màn sáng mảnh hình nửa cánh cung đang được căng ra, ngăn chặn hơn 10 tên áo đen ở bên ngoài. Lúc này, từ chính giữa phía trên cao, một quả truy lửa dài hình đinh ốc và to bằng cánh tay người lớn do mấy tên áo đen đang bắn ra, bay về phía trên cao cách màn sáng mấy trượng, sau đó đầu chùy trượt đổi hướng trúc xuống phía dưới, giống như một con rồng lửa đang nhanh chóng xoay tròn rồi lao về phía màng sáng phía dưới. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, cây truy lửa hình đinh ốc nện xuống phía trên màn sáng, khiến màn sáng vốn còn chưa định thì lại lụi tắt đi, sau một tiếng nổ đùng thì vỡ vụn hoàn toàn. Giết, một tiếng nói trầm thấp vang lên ngay sau đó. Hơn 10 tên áo đen lập tức vung đao, lao về phía con hẻm mà giết tới. "Cứu người." Hàn Lập không hề ra tay, chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bạch Thạch Chân Nhân từ bên cạnh này lập tức sải bước vào trong viện, rồi đột nhiên há miệng phun ra một đoàn hắc quang. Trên không trung lóe lên một tia hắc quang, một chuôi phi kiếm hình con rắn trong chớp mắt đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu mấy tên áo đen kia. Chỉ nghe có thấy một tiếng bong sắc nhọn vang lên, thanh phi kiếm trên không trung bỗng chấn động hơn 10 đạo kiếm khí giống như những con rắn đen nhanh chóng bay ra từ trên thân kiếm sau đó trượt bắn thẳng xuống. Trong sân, vô số âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên, xen lẫn từng chàng kêu khóc cùng tiếng rú thảm thiết hòa trong những tiếng nổ lớn. Hơn 10 tên áo đen, ngoại trừ một gã dâu ngắn kịp thời phản ứng biến ra bên ngoài cách xa mấy trượng, những kẻ còn lại đều bị diệt sát. Là ai to gan, nam tử dâu ngắn quát lên nghiêm nghị, bạch thạch chân nhân cũng không thèm để ý, mà một ngón tay vung lên, phi kiếm đang lở lửng ở giữa không trung lập tức phóng xuống, đâm thẳng vào ngực đối phương. Gã dâu ngắn biến sắc, không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vung tay áo lên. Một tấm khiên nhỏ màu xanh từ ống tay áo bay ra, đón gió bay lên rồi xoay tròn to dần, biến thành một cái khiên lớn che chắn ở trước người gã. Đồng thời, những tên áo đen bên kia cũng đồng loạt giơ tay lên, hô lên một tiếng, ngọn lửa trên thân chiếc chùy hình đinh ốc bỗng bùng lên dữ dội, rồi nhanh chóng hướng phía thanh phi kiếm màu đen mà đánh tới một tiếng phanh thật lớn vang lên, chỉ thấy trên không trung những tia lửa đỏ bay khắp nơi, chiếc chùy lửa thì đã nổ thành năm bảy miếng, hóa thành từng chùm lửa rơi xuống mặt đất. Về phần chuôi phi kiếm màu đen thì hắc quang tiếp tục lóe lên, rồi trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của tên nam tử dâu ngắn, tấm khiên máu xanh trước người gã thì như một tờ giấy mỏng, không thể phát huy một chút ít tác dụng nào. Là tu sĩ kết đan, nam tử dâu ngắn thốt lên một cách khó khăn, máu từ mũi miệng trào ra. Bạch Thạch chân nhân phất tay thu hồi phi kiếm, khinh thường nói chỉ là một gã trúc cơ mà dám đối đầu với bổn đạo gia lão còn chưa nói hết liền lập tức im miệng có chút sợ hãi vội vàng liếc trộm nhìn hàn lập đang đứng phía sau lưng thế nhưng họ hàn cũng không có phản ứng gì khác chỉ mang theo liễu nhạc nhi đi tới góc hẻo lánh trong cái sân nhỏ ở đó đang có hai người đang ngồi co rúm run rẩy một trong hai người là một thanh niên mặc thanh sam đã nhúm máu tóc tai rối bù mặc dù hắn có tu vi trúc cơ kỳ nhưng giờ phút này thì khí thức đã rất yếu nhược hiển nhiên đã kiệt lực sắp không trụ được nữa rồi. Phía sau lưng người thanh niên này là một thiếu nữ mặc quần áo và trang sức kiểu của nha hoàn, trên thân cũng nhúm máu, đang run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Vũ tỷ tỷ phải không? Liễu Nhạc Nhi sau khi nhìn rõ ràng khuôn mặt của người nha hoàn, đầu tiên thì sững sờ, nhưng ngay lập tức thử lên tiếng dò hỏi. Thân thể cô gái kia cứng đờ, chậm chậm ló đầu ra từ phía sau người thanh niên nhìn Liễu Nhạc Nhi, rồi sau đó lập tức oa khóc lên thành tiếng liễu nhạc nhi vội vàng tiến lên đỡ nàng đứng lên người thanh niên kia sau giây lát trần trừ cũng gắng ngượng chống tay đứng dậy khẩn thiết nói với bạch thạch chân nhân chân nhân nhanh nhanh đi cứu thất tiểu thư mau bạch thạch chân nhân nghe vậy thì cũng sững sờ nhưng không có trả lời mà lén nhìn về phía hàn lập thất tiểu thư đang ở nơi nào hàn lập nhàn nhạt hỏi lại người thanh niên kia rõ ràng không biết hàn lập nghe vậy thì sửng sốt một chút nhưng vẫn đáp lời lúc ta cùng với tiểu vũ chạy đến đảo giữa hồ cầu việt thì thất tiểu thư và những người khác được vài tên cung phụng bảo hộ trong phủ, hiện đang ở phía bên kia. Nhưng mà địch nhân tấn công hung mãnh, chỉ sợ bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Ngươi ở đây chữa thương đi, tiểu vũ, người quen thuộc địa hình dư phủ nhất, đi trước dẫn đường cho bọn ta. Hàn lập nhẹ nhàng phân phó, tiểu vũ được liễu nhạc nhi an ủi thì đã ngừng khóc, ngước nhìn hàn lập với ánh mắt nghi ngờ. Nàng không thể tưởng tượng được, người thanh niên vốn có vẻ đờ đẫn trước kia, Hiện tại lại đột nhiên thành người chỉ đạo và ra lệnh cho tất cả. Người thanh niên kia cũng cảm thấy có chút nghi ngờ và sợ hãi. Lúc này hắn đã nhìn ra, trong mấy người này thì Hàn Lập mới là người cầm đầu, Bạch Thạch Chân Nhân thường ngày vốn cao cao tại thượng trong dư phủ, giờ lại hoàn toàn như một gã thiên lôi đợi người ta chỉ đâu thì đánh đó. Hư, được, các ngươi đi theo ta." Tiểu Vũ gật gật đầu một cách vô thức, tinh thần đã ổn định lại, thì vội quay người chạy về hướng khu viện phía trước, ba người Hàn Lập cũng đi theo ngay sau dư phủ bị tập kích đã qua một đoạn thời gian toàn bộ bên trong phủ đệ và tiền viện khắp nơi đều ngổn ngang chất đầy thi thể xác chết trong đó có võ sĩ hộ vệ và cả nha hoàn nô bộc rõ ràng những kẻ áo đen kia đã hạ quyết tâm tận diệt toàn bộ dư phủ cảnh tượng dọc đường khiến liễu nhạc nhi không khỏi kinh hồn bạt vía tuy sớm nhận thức về việc nhân tộc tàn nhẫn thích giết chóc nhưng khi thấy những cảnh này nàng càng hiểu rõ hơn về chủng tộc này trên đường đi ngoại trừ bên ngoài khắp nơi đều có xác chết thì bọn Hàn Lập cũng gặp phải vài nhóm sát thủ áo đen, nhưng hầu như vừa gặp mặt thì đều bị Bạch Thạch Chân Nhân nhanh chóng ra tay giết sạch. Thì thoảng cũng có gặp một vài tên tu sĩ chỉ huy, nhưng phần lớn cũng chỉ là chút cơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của lão đạo. Bốn người cứ như vậy chạy một mạnh từ phòng ngoài, qua hành lang, rồi đi thẳng tới chỗ trú ẩn của gia chủ. chương 15, lệnh bài. Tại phủ đệ của gia chủ dư Gia, vườn hoa xinh đẹp trước kia nay đã trở thành một đống đổ nát. Đưa mắt nhìn quanh chỉ toàn xác chết, máu tươi lênh láng khắp nơi, mùi tanh nồng nặc khiến người ta chỉ muốn nôn mửa. Nhân thủ dư ra may mắn sống sót hầu hết đều đã tụ tập ở chỗ này, cả già lẫn trẻ cũng chỉ còn khoảng hơn 20 người. Thất tiểu thư và nhị thiếu gia nhà họ dư cũng có mặt trong số đó. Tất cả đều mang vẻ mặt kinh hoàng, vài vị phu nhân vẫn đang run rẩy không ngừng. Chỉ có thất tiểu thư và một vài người khác là còn giữ được một chút bình tĩnh. Lực lượng của bên áo đen ở chỗ này đông hơn, khoảng hơn 30 tên. Bọn chúng vây kín ba mặt, dồn nhóm người dư gia vào trong trạch viện đồng thời bọn chúng còn chia thành từng nhóm nhỏ ba đến năm tên phần lớn đều là tu sĩ sử dụng các loại pháp khí tuy nhiên may mắn là mấy vị cung phụng còn lại của dư gia đã đến bọn họ thiết lập các loại pháp thuật bảo vệ xung quanh đám người dư gia dư phủ dẫu sao cũng là dinh thự của tể tướng phong quốc đã chiêu nạp và nuôi dưỡng không ít tu sĩ cung phụng có thực lực không tầm thường hiện tại đứng che chắn phía trước đám người dư gia là một tu sĩ trung niên mặc hồng bào tên này mặt rỗ, hình dáng xấu xí không có gì đáng chú ý, nhưng toàn thân tỏa sáng hồn quang, lờ mờ phát ra linh áp khổng lồ của một tu sĩ kết đan kỳ. Trên đỉnh đầu y có lơ lửng một pháp bảo hỏa châu màu đỏ thắm, còn có một số quả cầu lửa bay quanh thân, khí thế rất kinh người. Mặt khác, bên phía dư gia còn có ba gã cung phụng khác, hai nam một nữ, tu vi tuy không cao như người kia, nhưng nhìn qua cũng không phải là hạng tầm thường. Trong số đó có một thiếu phụ với khuôn mặt thanh tú, mặc đồ đen, trên đầu có lộ một vết sẹo, một người khác là một gã trung niên dáng người cao gầy, hốc mắt hõm sâu, hai người này phân ra đứng hai bên gã tu sĩ mặc áo hồng bào. Người cuối cùng là một lão già gầy gò, chân tay thô ráp, làn da ngăm đen nhìn như một lão nông dân. Lão đứng ở vị trí lùi lại phía sau một chút, mặc dù có tu sĩ kết đàn ở đây, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ có bốn người, mà còn phải phân tâm chú ý bảo vệ những người khác của dư gia. trong phút chốc khiến tình hình giữa hai bên rơi vào trạng thái rằng co. Cứ tiếp tục như thế này không phải là biện pháp tốt các người bảo vệ nhóm người thất tiểu thư, đợi thời cơ đến thì tranh thủ chạy thoát ra ngoài. Tu sĩ kết đan mặc hồng bào sau khi quát hỏi đám áo đen xung quanh mà không thấy kẻ nào trả lời, thì quay lại nói với ba gã cung phụng còn lại, sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một đạo hồng quang, chui vào bên trong hỏa châu đỏ thẫm ở trên đỉnh đầu. Hỏa châu lập tức tăng tốc độ quay nhanh hơn, dần trở nên mơ hồ. Mấy tiếng phốc phốc phát ra trên không trung, rồi hơn 10 khối cầu lửa khổng lồ xé gió lao ra, sau đó hợp lại thành một con rồng lửa khổng lồ dài hơn 10 trường. Giống, toàn thân con rồng bao phủ lửa đỏ, trên thân hiện rõ từng phiến lân giáp, nó gầm lên giận dữ, rồi dương nanh múa vuốt nhào về phía đám người áo đen. Dầm dầm, mấy tên áo đen đứng đầu tiên, không kịp đề phòng, bị con rồng lửa đánh bay, có hai tên ngay lập tức bị hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, con rồng lửa khổng lồ vung đuôi hất lên, tạo ra một làn sóng lửa, đám người áo đen phía sau thấy thế, vội vàng lui lại tránh né. Sau một hồi rối loạn, đám tu sĩ áo đen ngay tức khắc phản ứng lại. Các loại pháp khí, pháp thuật được phóng ra như mưa, rơi xuống thân thể rồng lửa. Thân thể to lớn của hỏa long bị đánh cho giấy ruộng liên hồi, nhưng cũng không gây ra tổn thương nghiêm trọng gì cho nó. Ngọn lửa trên thân nó vẫn cháy hừng rực, những tên áo đen xung quanh thì vẫn liều sông lên chém chết. Nhưng chỉ sau mấy hơi thở, hơn một nửa đám áo đen nếu không chết cũng bị thương mà ngã xuống. Đi, tu sĩ mặc hồng bào vội hét lớn, ra hiệu cho đám người thiếu phụ áo đen đang ở phía sau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vèo vang lên, một tia hắc quang mơ hồ vụt lao nhanh đến, như một tia chớp màu đen, rồi mạnh mẽ đâm vào vị trí giữa bụng con rồng lửa. Phốc phốc, tia hắc quang kia bất ngờ đâm sâu vào trong thân thể con rồng lửa, nhìn kỹ thì đó là một mũi tên dài màu đen, trên thân có khắc những hoa văn màu đen lờ mờ. Oanh, mũi tên có hoa văn màu đen kia đột nhiên bùng lên một đoàn hắc quang sau đó nổ tung, âm thanh như một tiếng sét đánh từ chỗ đó tuôn ra một đám mây hai màu đen đỏ dày đặc, mặt đất xung quanh rung lên dữ dội. Bụng con rồng lập tức bị vỡ ra một cái động lớn, quanh thân bùng lên ánh lửa. Thấy tình hình như thế, gã tu sĩ si áo bảo hồng cùng ba gã cung phụng khác của dư gia đều bị rung động. Ở bên cánh cửa lớn cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một tên áo đen khác, tay hắn cầm một cây cung lớn màu đen, khói đen lượn lờ xung quanh, tu vi rõ ràng đạt đến chút cơ kỳ đỉnh phong. Không khí phía sau tên cầm cung chợt kẽ dao động, lại có thêm bốn gã áo đen khác bước đi ra, tất cả đều có tu vi trúc cơ kỳ đỉnh phong, trên tay mỗi tên đều cũng cầm một cây cung lớn màu đen. cả bốn tên áo đen đồng loạt lắp tên dương cung và bắn ra bốn mũi tên. siêu 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 siêu, bốn mũi tên đen kịt bay vụt tới, như sao băng bay qua bầu trời đêm, mang theo từng cơn giá lạnh, nghe như rông xét đang ập đến. tu sĩ mặc hồng bào thấy vậy lập tức biến đổi pháp quyết, điều khiển hỏa long tránh né. tiếc là bởi vì thân thể nó quá lớn. Còn tiến pháp của mấy tên kia lại cực kỳ chuẩn xác, khiến cho con rồng chỉ có thể tránh né được một mũi tên, ba mũi tên còn lại đều đâm trúng nó. Ầm ầm, ba mũi tên lần lượt nổ tung, thân thể rồng lửa lập tức xuất hiện ba cái lỗ sâu hóng khiến nó không thể tiếp tục duy trì hình dáng, nhanh chóng tán loạn thành từng đám tàn lửa bay đầy trời, sau đó biến mất hoàn toàn. Gã tu sĩ mặc hồng bào buồn bực kêu lên một tiếng, thân hình khẽ lắc lư một cái. Nhưng ngay lúc này, lại có một âm thanh gào khóc thảm thiết khác vang lên, từ trong bóng tối bắn ra một tia bạch quang, tốc độ của nó còn nhanh hơn mấy mũi tên kia mấy lần, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt gã tu sĩ mặc hồng bào. Gã tu sĩ mặc hồng bào hốt hoảng, lập tức bắn khối hỏa châu trên đầu xuống chặn đón tia bạch quang kia, còn bản thân thì bay ngược về phía sau, đồng thời nhanh chóng giơ tay, phát ra một đạo lam quang và một đạo hồng quang, đó là một thanh tiểu kiếm màu lam và một chiếc phi xoa màu đỏ thẫm, ba món đồng thời đánh về phía tia bạch quang đang bắn tới. Tia bạch quang chớp sáng hiện ra hình dáng là một thanh cốt đao, dài ba xích, có từng cỗ âm phong bao quanh. Thanh cốt đao kêu lên ong ong, một mảng chỉ đen đột nhiên hiện ra ở phía trên, quấn chặt lấy đám hỏa châu, tiểu kiếm và phi xoa. Linh quang của ba kiện pháp bảo trở nên ảm đạm, tốc độ chậm lại, lung lay như sắp đổ. Thanh cốt đao lại chớp sáng, rồi đâm xuyên qua cả ba kiện pháp bảo ở trên không trung, sau đó lại như một chia chớp, đột ngột hiện ra ngay bên cạnh đầu gã tu sĩ mặc hồng bào, rồi chém ngang một đao. A! À tu sĩ hồng bào hét thảm một tiếng sau đó im bặt. Đầu y nghiêng sang bên, rơi từ trên cổ xuống, một dòng máu phun ra mãnh liệt, bắn lên cao mấy trượng, còn thi thể không đầu lắc lư một cái rồi ngã lăn ra mặt đất. Hồng bào thượng nhân, mọi người trong dư gia kinh hãi hô lớn, ba người đám thiếu phụ áo đen và mấy gã cung phụng còn lại cũng hốt hoảng, vội lui lần lượt lui lại phía sau mấy bước, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay sau đó, từ trong đám người áo đen, một thanh niên mặt đầy tà khí chậm chậm bước ra, chính là kẻ lúc trước đã âm thầm cho người theo dõi ở Minh Viễn Thành, có điều là bây giờ không nhìn thấy gã hán tử áo xám bên cạnh đâu. Những tên áo đen khi thấy gã thanh niên mặt âm hiểm kia bước ra thì lập tức dừng tay, rồi khom người đứng tại chỗ. Thanh niên âm hiểm khẽ vẫy tay, thanh cốt đao màu trắng lập tức bay ngược trở về, mang theo ba kiện pháp bảo của gã tu sĩ mặc hồng bào. Ánh mắt hắn quét qua ba kiện pháo bảo, tỏ vẻ khinh thường, nhưng cũng vẫn cua tay thu lại, rồi mới đưa mắt nhìn về phía đám người dư ra, lạnh lùng nói giết toàn bộ, không để lại bất kỳ kẻ nào sống sót. Tuân lệnh, đám hắc y nhân vội vàng đáp lời, bước về phía trước. Sắc mặt ba gã cung phụng của dư gia trở nên vô vùng khó coi, nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Đám phụ nữ và trẻ em của dư gia thấy như thế thì lớn tiếng khóc lóc nỉ non, người thì toàn thân cứng đờ nằm trên mặt đất, kẻ thì không tự chủ được mà đờ đẫn đứng bất động. Chậm đã, một âm thanh dễ nghe vang lên, một người từ trong đám người dư gia bước ra ngoài, chính là thất tiểu thư. Bây giờ, nàng lại ăn mặc kiểu trang phục của nam nhân, tuy nhiên lại không thể che giấu được hết vẻ mềm mại đáng yêu trên hàng lông mày của nàng. Là ngươi sao? Ánh mắt của tên thanh niên mặt tà khí chợt sáng lên, gã liên tục đưa cặp mắt dâm dục nhìn khắp nơi trên thân thể của nàng. Sắc mặt của thất tiểu thư tái nhợt, nhưng vẫn gắng ngượng cố giữ vẻ bình tĩnh, nàng kìm nén không lao vào mà móc trong mắt bẩn thỉu của đối phương xuống, nàng đưa tay lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài màu vàng, sáng ngời. Trên tấm lệnh bài có khắc một đồ án hình ngọn lửa màu tím, nhìn rất sống động. Rốt cuộc các ngươi là người phương nào, lại dám tấn công dư phủ nhà ta, chẳng lẽ các ngươi không coi lãnh diễm tông ra gì sao? Chương 16: Tuyệt vọng. Thì ra là lệnh bài tiếp dẫn của lãnh diễm tông, nói vậy cô nương chính là Thất tiểu thư, đệ nhất mỹ nhân của thành Minh Viễn. Tại hạ vốn mang lòng ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay được gặp mặt, quả thực là người đẹp như ngọc. Thanh niên có vẻ mặt âm hiểm liếc nhìn tấm lệnh bài, nhếch miệng lên cười, rồi lại nhìn về phía Thất tiểu thư, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ta không cần biết các ngươi là ai, mau cút khỏi dư phủ, nếu không thì chính các ngươi công khai đối địch với lãnh diễm tông. Thất tiểu thư thấy đối phương nhận ra lệnh bài trên tay mình, thì trong lòng cảm thấy tự tin lên mấy phần. Thì ra thất tiểu thư chính là người được lãnh diễm tông tuyển chúng. Vốn mấy người phiếu phụ áo đen và hai tên tu sĩ cung phụng khác đang định bỏ mặc đám người dư ra, khi nhìn thấy tình hình như vậy, thì tinh thần lại rung động. Trong lòng đám người dư ra cũng dấy lên một tia hy vọng. Ha ha, Lãnh diễm tông thì giỏi lắm sao? Gã thanh niên thấy vậy, bỗng cười lên ha ha như điên. Ngươi dám coi thường lãnh diễm tông sao? Sắc mặt thất tiểu thư trầm xuống, quát lên lạnh lẽo. Coi thường, hư, chưa nói đến việc ngươi không phải đệ tử chính thức của lãnh diễm tông mà chỉ có cái lệnh bài tiếp dẫn này mà thôi, cho dù ngươi thực sự là đệ tử chính thức thì đã làm sao? Gã thanh niên vẻ mặt âm hiểm cười lạnh lùng, rồi gã lật tay lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ bằng kim loại khác, nhìn tương tự như tấm của thất tiểu thư, trên bề mặt có khắc họa một đồ án hình đầu lâu màu bạc. Cái này là, là lệnh bài của đệ tử nội môn ở Thiên Quỷ Tông. Các người là người của Thiên Quỷ Tông sao? Thất tiểu thư biến sắc, có phải Thiên Quỷ Tông cùng nổi danh nganh với lãnh diễm tông không? Ba người bọn thiếu phụ áo đen nghe thấy vậy, thì thấp thỏm, hít vào một hơi khí lạnh, quay sang nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc không nói một lời nào. Cứ coi như các ngươi là đệ tử của Thiên Quỷ Tông đi, nhưng lãnh diễm tông cũng là thế lực khống chế ở phong quốc các ngươi liều lĩnh xâm nhập sang đây chẳng lẽ lại muốn khơi mào đại chiến giữa hai tông môn sao thất tiểu thư dường như nhớ ra điều gì đó huyết sắc trên mặt cũng lại hồng hào lên mấy phần ha ha lời nói của thất tiểu thư quả thực là chính xác nhưng đáng tiếc có một chuyện ngươi đã nói sai rồi gã thanh niên nói với vẻ khinh miệt thất tiểu thư nghe như vậy thì cảm thấy hơi bối rối ta nói cho ngươi biết một sự thật lần trước lãnh diễm tông thua trận khi thi đấu với bổn tông nên đã giao lại toàn bộ quyền khống chế phong quốc cho bọn ta hiện nay toàn bộ phong quốc đều thuộc thế lực của thiên quỷ tông chúng ta gã thanh niên lộ ra vẻ tàn nhẫn vừa cười vừa nói dư thất tiểu thư nghe xong thì như bị xét đánh cả người hoàn toàn ngây dại khuôn mặt của đám thiếu phụ áo đen và mấy tu sĩ cung phụng khác của dư gia đều toát lên vẻ khiếp sợ vô thức lui lại phía sau mấy bước cố gắng đứng ra xa tách khỏi đám người dư gia còn lại lúc này sắc mặt đám người dư ra đều rất khó coi tâm trạng cả đám đều trùng hẳn xuống mặc dù bọn họ không biết gì nhiều về chuyện của tiên giới nhưng khi nghe thất tiểu thư nói chuyện cùng gã thanh niên mặt âm hiểm kia thì cũng lờ mờ hiểu ra một chút phải rồi còn một việc ta quên chưa nói ta nghĩ thất tiểu thư cũng sẽ cảm thấy hứng thú với việc này ánh mắt của gã thanh niên hiện ra vẻ khác thường khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười bất thiện là chuyện gì trong lòng dư tiểu thư cảm thấy nặng nề Linh tính mách bảo rằng lời gã thanh niên sẽ chẳng có gì tốt lành cả, nhưng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Hoàng thất phong quốc cùng đám quan quân to gan, dám chống đối lại mệnh lệnh của thiên quỷ tông, đã bị bọn ta cho người bắt lại, phán cho tội ngưu phản, đem ra chém đầu để gian đe dân chúng ở kinh đô. Trong số đó dường như có gã tên là Dư Tương, cùng với hai đứa con đang làm quan văn của hắn. Gã thanh niên nhìn chằm chằm vào mắt thất tiểu thư, từ từ nói ra từng chữ. Phụ thân, đại ca, tam ca, Thất tiểu thư nghe thấy thế thì trước mắt chợt tối sầm lại, thân thể lung lay, ngã vật xuống đất, tấm lệnh bài trong tay cũng rơi ra, lăn trên mặt đất kêu lạch cạch. Những người khác của dư gia nghe nói như thế, ai cũng lộ vẻ tuyệt vọng, mấy vị phu nhân vốn lúc trước vẫn cố giữ vẻ ung dung, giờ cũng không kìm nén được mà bật tiếng khóc thút thít, toàn thân như tê liệt ngồi bệt trên mặt đất. Chỉ phút trước, bọn họ còn mang trên mình thân phận tôn quý của phủ tể tướng, địa vị cao quý, được người đời ngưỡng mộ, kính trọng. Thế mà chỉ sau giây lát, mọi thứ đều tan biến tể tướng bị giết nhà cửa tan nát bản thân thì như cá nằm trên thất đợi người ta làm thịt ha 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 thanh niên âm hiểm trông thấy dáng vẻ thất tiểu thư như thế khuôn mặt liền đỏ bừng lên ánh mắt lộ vẻ vô cùng hưng phấn cười to như điên không ngừng việc dồn ép con người ta vào bước đường cùng rồi thưởng thức dáng vẻ suy sụp bất lực của họ chính là chuyện mà gã thích làm nhất gã thanh niên cười điên cuồng một lúc mặt dần bớt đỏ rồi hắn vung tay lên lạnh lùng hạ lệnh giết sạch bọn chúng, chỉ chưa lại vị thất tiểu thư này cho ta. Bọn người áo đen xung quanh đồng thanh hô lên tuân lệnh, rồi vừa cười vừa đi về phía đám người dư ra. Ba tên tu sĩ cung phụng của dư ra lúc này đã cúi đầu lui qua đứng yên lặng một bên, chỉ mong thấy có cơ hội là tìm cách bỏ trốn khỏi chỗ này. Gã thanh niên mặt âm hiểm thấy thế thì cười đắc ý, cũng không thèm ngăn trở bọn họ. Hắc hắc, tề thiếu ra thật có đôi mắt tinh tường, mặc dù cô gái này chưa từng tu luyện, nhưng nếu đã được lãnh diễm tông phát lệnh bài, chuẩn bị thu nạp thành môn hạ, hẳn là có tư chất không tệ, rất hợp trở thành lô đỉnh cho ngài. một người áo đen tiến đến bên cạnh gã thanh niên mặt âm hiểm, cất lời nịnh nọt. gã thanh niên mặt âm hiểm nghe thấy vậy, lại cười lên một trận điên cuồng. thân thể thất tiểu thư run rẩy, ánh mắt đã khôi phục vải vẻ tinh nhanh, trên mặt lộ vẻ kiên quyết, vung tay trái lên một vòng từ bên hông, trên tay có đã có thêm một thanh dao găm sáng như tuyết, mạnh mẽ đâm vào ngực mình. nụ cười của gã thanh niên mặt âm hiểm chợt cứng lại hiển nhiên gã không ngờ tới đối phương lại can đảm như vậy, giờ muốn ra tay ngăn cản thì đã không kịp. Chiếu, u, u, một tiếng xé gió vang lên, một ngọn gió sắc nhọn bay vụt tới đánh lên con dao găm trên tay thất tiểu thư. Lên keng, dao găm lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. VIU, VIU, chiếu, u, u, tiếp tục lại có mấy tiếng xé gió khác vang lên, bắn về phía mấy tên áo đen đang định tiến đến chém giết mấy người nhà họ dư. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, mấy ngọn gió như thế mà lại có uy lực cực lớn mấy tên áo đen bị trúng gió trực tiếp phun máu tươi bay ra ngoài những tên khác kinh hãi lập tức dừng bước là kẻ nào gã thanh niên mặt âm hiểm quát lên một tiếng chói tai rồi đột nhiên quay người nhìn về phía một cái ngã tư cách đó không xa mọi người chung quanh cũng quay nhìn sang mấy tiếng bước chân vang lên vài bóng người chậm rãi bước dần tới chính là nhóm người hàn lập bạch thạch chân nhân mới đến gã thanh niên mặt âm hiểm hơi hít mắt lại nhìn về phía mấy người Ánh mắt hắn chỉ lướt qua người Hàn Lập một chút, rồi tiếp tục đảo qua, sau đó dừng lại trên người Bạch Thạch Chân Nhân. Là Bạch Thạch Chân Nhân, Chân Nhân, xin cứu mạng! Mọi người trong Dư Gia vốn đã tuyệt vọng, chỉ còn biết ngồi chờ chết, lúc này lại thấy Bạch Thạch Chân Nhân xuất hiện, thì như chết đuối với được cọc, ý chí ham sống lại trỗi dậy. Tiểu thư, Tiểu Vũ không thèm để ý đám người áo đen xung quanh, mà chạy như bay đến bên thất tiểu thư, đem nàng đỡ đứng lên. Tiểu Vũ thất tiểu thư mang vẻ mặt phức tạp nhìn về phía lão đạo ở cách đó không xa. Mặc dù bạch thạch chân nhân là cao thủ kết đan kỳ, nhưng hồng bào thượng nhân kia cũng có tu vi kết đan kỳ, mà lại bị thanh niên có vẻ mặt âm hiểm đang đứng trước mặt đây một chiêu giết chết, chỉ sợ bạch thạch chân nhân cũng không đánh lại được địch nhân này. Ánh mắt nàng bồng chợt sáng lên, nhìn về phía Hàn Lập. Hình dạng của Hàn Lập so với lúc trước thì không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại không còn chút mờ mịt nào, toàn thân còn tràn đầy một loại cảm giác ung dung nhẹ nhàng. Ngươi chính là Bạch Thạch Chân Nhân sao? Hừ, ta thành thật khuyên ngươi một câu, nếu muốn sống lâu một chút thì đừng có dại mà xen vào việc của người khác. Gã thanh niên mặt âm hiểm nhìn chằm chằm Bạch Thạch Chân Nhân, tầng hắc quang quanh thân đột nhiên bùng lên, khuếch tán ra một cỗ uy áp khổng lồ. Mấy cơn gió sắc nhọn có uy lực vô cùng lớn vừa nãy, cứ liên tục hiện ra từ hư không, bất ngờ xuất hiện mà không rõ phát là ra từ đâu. Tuy rằng thanh niên âm hiểm cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không tài nào đoán ra nguồn gốc sinh ra những cơn gió kia vì vậy bất giác sinh ra một tia kiêng kỵ đối với mấy người đứng ở con đường phía xa do đó gã mới tỏa ra linh áp muốn dọa cho họ thấy khó mà lui thân thể bạch thạch chân nhân chợt run lên một cái trong mắt hiện lên một tia sợ hãi uy áp mà gã thanh niên kia mới tỏa ra rõ ràng đã đạt đến kết đan trung kỳ còn lão cùng lắm cũng mới chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi còn lâu mới là đối thủ của người ta rồi lão đạo không nhịn được từ từ đưa mắt sang nhìn về phía hàn lập người khác thì không biết chứ lão thì nhìn thấy rõ ràng mấy cơn gió lúc nãy chính là do vị hàn tiền bối này tiện tay bắn ra vài đạo chỉ phong mà thôi thế nhưng họ hàn lúc này vẫn mang phong thái tựa tiếu phi tiếu đứng đó mà không nói gì trong lòng lão đạo chợt thấy lạnh lẽo ngay lập tức đưa ra quyết định rồi cất giọng nghiêm trang đầy chính nghĩa quát hư ta đây thân là cung phụng trong dư phủ sao có thể khoanh tay đứng nhìn được các người thật to gan lớn mật dám đến đây giết chóc quả thực trời đất không dung vẻ mặt gã thanh niên mặt âm hiểm kia trở nên dữ tợn, quát lên dân dữ, tốt lắm, người đã ngại mình sống lâu, thế thì sớm đầu thai kiếp khác đi. Vừa dứt lời, gã khoát tay, thanh cốt đao màu trắng bắn vụt ra, chém về phía bạch thạch chân nhân. Đồng thời, tay kia cũng liên tục bấm pháp quyết, thanh cốt đao đột nhiên bùng lên một quầng bạch quang khổng lồ, bên trong hiện ra rất nhiều ảo ảnh hình đầu lâu dữ tợn, cùng tiếng quỷ khóc sói chu vang lên không ngừng, thanh thế cực kỳ to lớn. Chương 17, Diệt nhị tu, chân nhân hãy cẩn thận, Thanh cốt đao kia rất lợi hại, lúc nãy hồng bào thượng nhân đã mất mạng dưới đao này. Thất tiểu thư cất lời cảnh báo, chừng kiến uy thế của thanh cốt đao, bạch thạch chân nhân vốn đã khiếp sợ, nay nghe thất tiểu thư cảnh báo thì mặt càng trắng bệch ra, tuy nhiên chợt nghĩ tới hàn lập, lão cắn răng một cái rồi há miệng phun ra một thanh phi kiếm hình xà, hai tay vội thúc giục pháp huyết. Một tiếng suy vang lên, hắc quang trên thân kiếm phóng đại lên, cảm giác như một con rắn cực lớn màu đen đang quấn lấy thanh cốt đao thanh niên âm hiểm chỉ khẽ nhếch miệng cười khẩy, tay gã biến đổi pháp quyết, một ngón tay điểm tới. Ánh sáng trên thanh cốt đao đại thịnh, cả thanh đao vặn mạnh một phát. Âm một tiếng, kiếm quang màu đen nát bấy, thanh phi kiếm hình xà bị gãy thành mấy khúc và rơi cả xuống. Bạch thạch chân nhân vội vã vung hai tay lên, một tấm khiên tròn màu xanh trông hơi giống đồng tiền bắn ra gênh đón. Quang mang của cốt đao hơi mở đi một chút nhưng uy áp thì không giảm chút nào, bổ thẳng vào mặt tấm khiên. Rác, rác, dù cũng có chút khó khăn, nhưng rồi cốt đao cũng chém tấm khiên thành hai mảnh, nó khựng lại dây lát rồi ánh đao lại đại thịnh, lao tới chém thẳng vào lão đạo. Lão đạo vô cùng kinh hãi, tranh thủ lúc tấm khiên còn có chút tác dụng ngăn cản, thân hình lão lóe lên rồi núp ngay sau lưng hàn lập. Nếu là trước đây thì dù lão không thể địch lại gã thanh niên âm hiểm kia nhưng cũng có thể quấn chân gã một lúc, tuy nhiên do lúc giao thủ với hàn lập, món pháp bảo hộ thân của lão đã gần như bị hủy nên giờ đây không thể nào ngăn cản thanh cốt đao. Ánh đao bừng lên, chỉ nháy mắt đã bay tới ngay trước người Hàn Lập, một cỗ hàn quang lạnh lẽo ập tới, cứ như thể sắp chém Hàn Lập và Bạch Thạch Chân Nhân thành bốn khúc. Tiền bối, Bạch Thạch Chân Nhân hô khẽ một tiếng, vẻ mặt Hàn Lập vẫn lạnh băng, hắn chỉ khẽ nhấc tay lên, một quầng sáng màu vàng kim lóe lên từ bàn tay, xuất hiện một mảng vải lân vàng kim, năm ngón tay chộp tới nhanh như điện. Cạch, một tiếng động nhỏ vang lên, hào quang chói lóa cùng với những âm thanh gào góc thê lương đều biến mất, hiện ra một con dao găm màu xám trắng nằm gọn trong tay Hàn Lập, nó đang cố sức giấy dụa vùng vẫy như một con cá bị tóm trong tay, tuy nhiên không thể thoát ra được. Làm sao có thể, con người của thanh niên âm hiểm như lòi ra khỏi trong mắt, gã không tin nổi những chuyện đang xảy ra trước mặt. Thanh cốt đao kia nhìn có vẻ tầm thường nhưng thực ra được một vị trưởng bối trong tộc của gã chịu hao tốn rất nhiều tài liệu chân quý mới luyện chế thành, nó được phỏng chế theo thanh thiên quỷ đao là vật trí bảo của tông môn. Cốt đao có uy lực cực lớn, ngay cả cao thủ kết đan hậu kỳ cũng không dám trực diện đối đầu, vậy mà giờ đây lại bị người ta tóm lấy bằng tay không? Toàn bộ đám người tại đường trường đều trợn mắt há mồm, miệng há hốc ra như thể không ngậm lại được nữa. Liễu Thạch, vẻ mặt thất tiểu thư lúc này cũng ngập tràn vẻ hoảng sợ, đôi mắt đẹp hấp háy liếc nhìn về phía Hàn Lập. Vẻ mặt Bạch Thạch chân nhân cũng đang đần thối ra, lão đã đoán trước là Hàn Lập sẽ cản được thanh cốt đao nhưng không tưởng tượng nổi là chỉ bằng một cú chộp tay nhẹ nhàng như vậy. Vị Hàn Tiền bối này rút cục lợi hại tới nhường nào cơ chứ? tuy kinh hãi nhưng lão cũng thầm nghĩ mình đã rất may mắn lúc trước giao thủ với hàn lập may mà hắn nương tay nếu không thì tính mạng của lão làm gì còn tới lúc này vẻ mặt liễu nhạc nhi thì ngoài sự hưng phấn khoái trí ra cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm trong mắt nàng thạch đầu ca ca lợi hại vô cùng vậy nên dù làm chuyện gì cũng không có gì là lạ lâu lắm rồi ta không đụng tay tới loại tà bảo cấp thấp như vậy hàn lập khẽ liếc vật đang nằm trong bàn tay hắn lẩm bẩm mấy chữ rồi bóp năm ngón tay lại ầm một tiếng thanh cốt đao bị nổ tung tạo thành một đám bụi màu xám rớt xuống mặt đất. Không, sắc mặt thanh niên âm hiểm tái nhợt lại, gã hộc ra một bụng máu. Thanh đao kia vốn là bản mệnh pháp bảo của gã, đao bị hủy cũng tương đương với việc gã bị cụt mất một tay. Dám hủy trí bảo của ta, người hãy đền mạng đi. Ánh mắt thanh niên ngập tràn vẻ oán độc, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng hét lên một tiếng. Một cỗ hắc khí tuôn ra cuồn cuộn từ cơ thể gã rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một đám mây đen kịt, bên trong có thể thấy lờ mờ những bóng quỷ ảnh. Không chỉ có vậy, thanh niên vội vỗ vào ngực ba phát liên tục phun ra ba ngụm máu, mỗi ngụm máu phun ra làm cho sắc mặt gã tái nhợt thêm một chút, sau khi phun xong ba ngụm máu thì mặt gã đã trắng bệch như tờ giấy, không còn một chút huyết sắc nào. Tinh huyết phun ra, ngay lập tức đón gió tăng trưởng hóa thành một đám huyết vụ nồng đậm rồi nhập chung vào đám mây đen. Hắc vân liền biến thành huyết vân, ngày càng cuồn cuộn, phình to ra gấp mấy lần, đám quỷ ảnh mơ hồ bên trong như hóa thành thực, không ngừng gào thét thê lương. Thanh niên âm hiểm bỗng khom người lại rồi âm thầm chui tọt vào đám huyết phân. Sự tình kể ra thì dài dòng nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt. Từ khi đám huyết phân xuất hiện ở trạch viện, không khí như trong hầm băng, nhiệt độ hạ nhanh chóng. Với tu vi của bạch thạch chân nhân mà cũng phải dùng mình, lão vội phát động một kiện bảo vật là một miếng ngọc bội chớp lên ánh sáng trắng bao phủ cơ thể lão và liễu nhạc nhi ở gần đó, sau đó từ từ thối lui về phía sau. Đám hắc y nhân, Bọn người dư gia và đám cung phụng lúc này đều lạnh tới mức mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Liễu Nhạc Nhi mới cảm thấy lạnh lẽo mà chỉ dây lát sau lại thấy ấm áp hẳn lên, cơ thể được bao bọc trong một quầng sáng như một đám hơi nước màu trắng. Bạch Thạch Chân Nhân không biết tự lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, lão phát động bảo vật có hình dạng miếng ngọc bội tạo ra quầng sáng trắng bao phủ nàng. Thấy thiếu nữ nhìn mình, lão đạo vội nở nụ cười nịnh bợ, lão lấy thân che chắn cho nàng thối lui ra sau mấy chục trường. Hàn lập quan sát đám huyết phân trên không, mặt hắn xuất hiện một tia dị sắc, sau đó hắn chợt vung tay tung ra một quyền vào hư không. ầm, um, một bóng quỷ ảnh bị chấn động văng ra từ trên không, giữa không trung vang lên một thanh âm gào thét rồi xuất hiện một đám sương mù màu xám phụt ra. Dưới chân hàn lập vang lên những tiếng xùy xùy, mấy sợi xích như mấy con rắn độc bắn vụt ra rồi trói chặt chân hắn. Một gã nam tử áo xám hai tay đang bấm niệm pháp quyết bóng trồi lên từ lòng đất ở gần đó, đúng là gã đồng bọn của thanh niên âm hiểm lúc trước đi cùng nhau ở Minh Viễn thành. Khí tức tỏa ra từ người gã này vượt trội hơn thanh niên âm hiểm, cả người gã được bao phủ trong một quỷ ảnh màu đen, cứ như là cả hai hòa chung làm một, bóng người gã cũng như hư ảnh mờ mờ, cứ như thể sẽ tan biến vào hư không bất kỳ lúc nào. Ha ha, Phạm sư huynh tới thật đúng lúc, hãy mau phối hợp cùng ta tiêu diệt tên kia. Một tràng cười của thanh niên âm hiểm vang lên từ trong đám huyết vân, ngay sau đó là những tiếng chú ngữ lầm rầm gió tanh nổi lên, đám huyết phân cuồn cuộn xô tới như sóng vỗ bờ. Trên mặt Hàn Lập vẫn không có biểu cảm gì, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, đám huyết phân ập tới bao phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Những quỷ ảnh trong đám huyết phân mắt sáng rực lên lộ rõ vẻ thèm thuồng khát máu, cả lũ nhe răng ra cùng nhau nhau đấp tới, cứ như là muốn phanh thây xé xác ăn thịt Hàn Lập. Nhìn thấy cảnh này, thanh niên âm hiểm vô cùng vui mừng. Đám huyết hồn kia đều được tế luyện ra bởi các bí pháp đặc thù, bọn chúng nằm ở giai đoạn trung gian giữa thực thể và linh thể, rất khó bị tiêu diệt. Một khi bọn chúng đã bù vào người thì sẽ quấn lấy dai như địa, chỉ còn con đường chết mà thôi. Không cần quan tâm ngươi là ai, dám cả gan đối nghịch với thiên quỷ tông thì tất phải thần hồn câu diệt. Nam tử áo xám tuy bị giật mình khi Hàn Lập phát hiện ra đám quỷ vật ẩn thân, nhưng lúc này cũng lộ rõ vẻ tàn ác trong lời nói. Ngay sau đó thân hình gã nhoáng lên một cái rồi xuất hiện ngay phía trên Hàn Lập ở trong đám huyết phân, hai tay gã vỗ mạnh tạo thành một quỷ chảo màu đen cực lớn, trên những ngón chảo phát ra những quầng sáng màu u lục, tỏa ra mùi xú uế, xem ra chúng có chứa kịch độc, quỷ chảo bổ xuống một cách hung bạo. Ca ca, nhìn thấy cảnh này, Liễu Nhạc Nhi định dốc sức liều mạng lao tới. Không cần chạy qua, Hàn Tiền Bối thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ có cách thoát khốn. Bạch Thạch chân nhân vội kéo Liễu Nhạc Nhi lại, miệng nói như vậy nhưng trong lòng lão cũng đang run lên, một gã cường địch lợi hại hơn gã ban đầu bỗng nhiên xuất hiện không hiểu vị hàn tiền bối kia có ứng phó nổi hay không. Ở đằng xa, sắc mặt thất tiểu thư cùng ba tên cung phụng hiện rõ vẻ hốt hoảng, có gì đó từ trong lòng trào lên nghẹn họng. Hàn lập buông tiếng cười hắc hắc, không thấy hắn có bất kỳ hành động gì, chỉ thấy vang lên một loạt thanh âm như pháo nổ từ trong cơ thể, cả người hắn bỗng phình to ra, một lớp phải lân màu vàng kim xuất hiện trên da. Rác, rác, hắn lắc nhẹ vai một phát, cả đám xích màu đen đang quấn chặt trên người đều đứt tung ra, hai tay hắn nhẹ nhàng đưa lên, một đám quyền ảnh màu vàng kim dày đặc bung ra tấn công xung quanh như sấm rung chấp giật. Những âm thanh bịch bịch vang lên liên hồi, quỷ trào màu đen vừa chạm nhẹ vào quyền ảnh vàng kim liền bị vỡ nát, phát ra những thanh âm như tiếng gốm sứ bị đập vụn. Nam tử áo xám bị vô số quyền ảnh đánh trúng, quỷ ảnh màu đen lập tức bị đánh tan, cả người gã bị đánh tung ra ngoài như một cái bao tải rách, máu thịt bung bét tung tóe khắp nơi, cả thân thể lẫn thần hồn đều tan xác, không còn có bất kỳ tiếng động nào nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ đám quỷ ảnh và cả đám huyết vân đều bị những quyền ảnh vàng kim quét sạch một tiếng nổ như tiếng sấm vang lên bóng người thanh niên âm hiểm hiện rõ ra mặt gã lúc này ngây ra như phỗng sau khi liếc thấy ánh mắt lạnh như băng của hàn lập cả người gã giật bắn lên không nói lời nào vội vàng thay đổi pháp quyết trên hai tay cơ thể tỏa ra một đám hắc vân rồi quay đầu chạy thẳng về phía xa nhìn thấy cảnh này hai mắt hàn lập khẽ nhíu lại hắn hít vào một hơi lồng ngực phồng lên rồi há miệng phun ra một phát veo một tiếng từ miệng hắn bắn vụt ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt đã bay tới chui vào trong đám hắc vân. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, sau đó đám hắc vân tan rã, một cái xác có một lỗ thủng to màu đỏ máu ở gáy rớt xuống từ trên cao, chính là thanh niên âm hiểm. Toàn trường im ắng tuyệt đối, có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Kiếm tu, ai đó thốt lên khe khẽ. Chương 18 Thỉnh cầu, từ lúc nam tử áo xám thình lình xuất hiện, liên thủ với thanh niên âm hiểm hai mặt giáp công hàn lập đến khi họ hàn ra tay diệt sát cả hai trước sau không đến hai ba nhịp thở hai gã kết đan mạnh mẽ vô bì lại vẫn lạc dễ dàng như vậy khiến cho tất cả mọi người chung quanh gồm cả người nhà họ dư và đám người áo đen đều bị dọa đến trợn mắt há mồm nhất là đạo bạch quang bay từ trong miệng hàn lập ra ban nãy tới vô ảnh thoái vô tung chỉ trong chớp mắt đã diệt sát thanh niên tà đạo vốn đã tẩu thoát đến tận chân trời cộng thêm hai chữ kiếm tu không biết là ai thốt ra đã khiến đám người áo đen không dám nấn ná thêm nữa cả đám nháo nhào tế ra pháp khí mưu đồ thoát khỏi dư phủ phải biết rằng kiếm tu tại linh hoàn giới có thể dễ dàng nghiền chết tu sĩ cùng dai hơn nữa tốc độ phi kiếm cực nhanh giết người trong vô hình lúc này mà còn không đi về sau cũng đừng mơ tưởng thêm nữa trong lúc nhất thời bên trong khuôn viên nhà họ dư hào quang pháp khí nổi lên bốn phía hơn mười đạo phi toa đồng loạt phóng thẳng lên trời bỏ chạy bốn phương tám hướng hàn lập không thèm liếc nhìn những kẻ bỏ trốn dù chỉ một cái mà khẽ nhướng mày quan sát thi thể của thanh niên âm hiểm khuôn mặt như đang nghĩ ngợi gì đó nhóm người dư ra thấy vậy chỉ biết nhìn nhau không ai dám lên tiếng quấy dày về phần ba gã cung phụng càng không dám thở mạnh một cái ngược lại bạch thạch chân nhân sau một thoáng trộm nhìn hàn lập chỉ do dự một chút rồi lập tức vung mạnh tay phải về phía đám người áo đen bỏ trốn chỉ thấy ống áo của lão khẽ vụt lên một sợi dây thừng màu vàng theo đó vút ra như độc xà sau đó cuộn lại giữa không trung rồi mới bay vụt trở về. Một tiếng bành vang lên, một gã tu sĩ cao gầy bị dây thừng chói nghiến như cái bánh trưng, rơi bịch xuống trước mặt hàn lập. Tha mạng, xin tha mạng, tu sĩ áo đen té lăn ra đất nhưng vẫn bất chấp đau đớn mà lập tức cầu xin hàn lập tha thứ. Người biết thiên quỷ tông này sao? Hàn lập không để ý đến tu sĩ áo đen đang bò dạp dưới đất mà chỉ quay đầu hỏi bạch thạch chân nhân một câu, Thiên Quỷ Tông và Lãnh Diễm Tông đều là đại tông số một số hai tại linh hoàn giới. Bạch Thạch Chân Nhân nhìn sang thất tiểu thư một cái sau đó trả lời một cách cẩn thận. Lần này Thiên Quỷ Tông phái bao nhiêu người đến thành minh viễn? Hàn Lập gật đầu, cúi đầu nhìn về phía nam tử áo đơ. Khởi, khởi bẩm tiền bối, theo ta được biết, chỉ có những người đã đến dư phủ ban nãy. Tu sĩ áo đen gắng ngượng ngồi dậy, trả lời không chút ngưng nghỉ. Nào ngờ chưa nói hết câu, gã đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh giống như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy ánh mắt thanh niên cao lớn trước mặt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Đôi người đen nhánh bất chợt trở nên vô cùng sâu rộng, tựa như hai vòng xoáy hun hút. Chỉ cần gã có can đảm tự cho là thông minh nói dối nửa câu, bản thân sẽ lập tức bị nuốt chừng. Tuy cảm giác này chỉ là thoáng qua nhưng vẫn khiến lông tóc toàn thân tu xì si áo đen dựng đứng. Y phục trên người cũng bị mồ hôi lạnh khiến cho ướt súng. Tiền bối bất giận, những điều tại hạ nói đều là sự thật, vãn bối chỉ là đệ tử ngoại môn phụng mệnh đến phủ tể tướng làm việc. Về việc trong thành còn nhân thủ khác của bổn tông hay không, ta thật sự không biết. Tu sĩ hận không thể quỳ xuống dập đầu nhưng bị dây thường trói buộc nên chỉ có thể cúi xuống thật sâu. Phụng mệnh hành sự là lệnh của hắn, hàn lập chỉ về phía thi thể của thanh niên âm hiểm rồi hỏi. Đúng vậy, hắn, hắn tên là Tề Minh Hạo là đệ tử nội môn của bổn tông. Thiên tư cực tốt, rất được coi trọng, hắn còn có một thúc tổ đồng tộc là trưởng lão bổn tông có chỗ dựa như vậy nên bọn vãn bối thật sự không thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu sớm biết sư phủ nhận được sự che chở của tiền bồi, dù cho vãn bối có 100 cái mạng cũng không dám bước vào nơi đây nửa bước. Tu sĩ áo đen gật đầu liên tục, tiếp tục cầu khẩn. Thất tiểu thư chẳng biết từ lúc nào đã đi tới, hai mắt ửng đỏ, những điều tề minh hạo nói lúc trước, đều là sự than Cha ta đã, sự tình phong đô, đệ tử ngoại môn không có tư cách tham dự nhưng theo ta được biệt, sự tình cụ thể cũng không sai biệt lắm tu sĩ si áo đen trả lời một cách e dè. Dư thất nghe vậy, hai mắt khép lại, đôi lệ theo đó nhanh chóng chảy xuống. Phụ nữ và trẻ em nhà họ Dư cũng đau buồn khóc giống lên. Thiên quỷ tông các người đã tiếp quản phong quốc, khống chế hoàng thất, vì sao còn phải tận diệt Dư thị nhất tộc chúng ta? Thất tiểu thư lần nữa mở mắt, vẻ mặt đau khổ. Đây là lệ cũ trong tông, để hoàn toàn khống chế phong quốc, toàn bộ thần tử cùng hoàng thất có liên quan đến lãnh diễm tông trước kia đều phải bị huyết tẩy dư gia cũng nằm trong danh sách này. Chư vị, chư vị chớ trách ta lắm miệng, tề trưởng lão nổi tiếng là người bao che khuyết điểm, lần này cháu trai bị giết, lão nhất định truy cứu đến cùng. Dù là đệ tử ngoại môn bọn ta cũng nhất định sẽ bị hành hạ đến chết. Tu sĩ Hắc Y đột nhiên nghĩ đến gì đó, run giọng trả lời, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Người nhà họ dư nghe gã nói vậy không khỏi kinh nghi. Ba vị cung phụng còn sống sót sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Thất nguội nhiều lời với hắn làm gì, chúng ta cũng nên mau chóng rời đi thôi. Không phải muội còn có một vị sư phụ ở lãnh diễm tông hay sao? Đến tìm sư phụ muội, nàng ấy nhất định sẽ thu dụng chúng ta. Đường đường nhị thiếu gia của dư phủ, lúc này nào còn bộ dáng thanh y đạo mạo, vọng tộc thế ra lúc trước. Nước mắt giàn ruộng, mặt mày nhem nhuốc, giọng nói gần như nức nở. Thất tiểu thư không để ý đến hắn mà chỉ khẽ nâng tay áo lau đi nước mắt sau đó tiến đến trước mặt ba người hàn lập, liễu nhạc nhi và bạch thạch chân nhân, thi lễ rồi nói đa tạ ơn cứu mạng của ba vị. Hàn Lập không nói gì, bộ dáng vô cùng thản nhiên. Bạch Thạch chân Nhân cũng chỉ gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Thất tiểu thư, Liễu Nhạc Nhi vốn đã trải qua thảm cảnh thân tộc chết thảm, lúc này khó tránh khỏi có chút đồng cảm nên muốn lên tiếng an ủi vài câu nhưng lại không biết nói gì. Lời đang nói ra đành phải dừng lại, thất tiểu thư gật nhẹ với nàng một cái rồi khẽ cười mỉm. Sau đó, nàng lại trở nên trầm mặc, thân sắc bi thương chán nản dần được thu hồi, khuôn mặt theo đó trở nên cương nghị, dường như thoáng cái từ thất tiểu thư trở lại thành thất công tử. Trong tay nàng lóe lên một thanh dao găm sáng loáng như tuyết, đúng là vũ khí bị hàn lập tức đi, không nói hai lời đâm vào ngực tu sĩ si áo đen. Xin tha mạng, theo tiếng kêu thảm vang lên, dao găm dài hơn thước đã ngập đến tận chui. Tu sĩ si áo đen nằm trong vũng máu, thân thể run rẩy vài cái sau đó không còn động đậy gì nữa. Lúc này, thất tiểu thư nhìn lại chừng hơn 10 người còn sống sót, dứt khoát nói ra dư phủ gặp nạn đã là sự thật dù có lãnh diễm tông làm chỗ dựa cũng không thể khôi phục ngày một ngày hai phàm người nào có quan hệ với dư gia hãy theo ta đến lãnh diễm tông những người còn lại chốc nữa hãy vào trong phủ thu lấy tiền bạc rồi đi đi gia quyến nhà họ dư lúc này đã bình tĩnh hơn không còn nước nở nữa mà dần an tĩnh trở lại hàn lập thấy vậy không khỏi nhìn kỹ cô gái này hơn một chút về phần chư vị cung phụng hôm nay liều chết bảo vệ gia quyến dư phủ chính là đại ân bằng trời nếu chư vị muốn rời đi, có thể tùy ý lựa chọn vài món bảo vật trong phủ. Còn chư vị nào nguyện ý tiếp tục hộ tống bọn ta đến lãnh diễm tông, ngày sau tất có thâm tạ. Sau đó, thất tiểu thư đưa mắt nhìn sang nhóm người thiếu phụ áo đen rồi nói. Nghe vậy, bọn họ nhìn nhau, khuôn mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt đều vô ý hữu ý nhìn sang hai người Hàn Lập và Bạch Thạch chân Nhân. Thất tiểu thư thấy thế cũng không khỏi nhìn sang Hàn Lập, nội tâm chờ cảm thấy giật mình. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, nàng liền véo áo thi lễ rồi nói liễu đại ca tuy rằng tiểu muội chưa biết lai lịch của thật sự của các hạ nhưng có thể khẳng định huynh là một tiền bối cao nhân chân chính bảo vật tầm thường chỉ sợ khó có thể lọt vào pháp nhãn của huynh ta nguyện ý dùng dao nguyên châu gia truyền để làm thù lao hy vọng các hạ có thể hộ tống bọn ta đến lãnh diễm tông thất tiểu thư nhìn thẳng về phía hàn lập thành khẩn nói ra giao nguyên châu bạch thạch nghe vậy không khỏi nhíu mày đáy mắt hiện ra một tia tham lam nhưng sau khi liếc nhìn hàn lập ý nghĩa này lập tức tan thành mây khói. Thất muội, người điên rồi sao? Sao có thể dùng dao nguyên châu để trao đổi? Nhị thiếu gia nhà họ dư nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng kêu lên. Nếu dư phủ không còn, một viên dao nguyên châu có nghĩa lý gì cơ chứ? Chỉ cần liếu đại ca đáp ứng, tiểu muội lập tức mang bảo vật này tới, thế nào? Thất tiểu thư không chút để ý mà vẫn nhìn thẳng về phía hàn lập rồi nói. chương 19, chất tôn của hóa thần sao nguyên châu có thể giúp tu sĩ kết đan đột phá bình cảnh quả thật không phải là vật tầm thường có điều tại hạ lại không cần đến thất tiểu thư không cần hao tổn tâm tư thêm nữa hàn lập vừa lắc đầu vừa nói nếu liễu đại ca có yêu cầu khác thì cứ việc nói ra chỉ cần ở trong khả năng tiểu muội sẽ không chối từ thất tiểu thư nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ nhưng khẽ cắn nhẹ môi vẫn chưa từ bỏ ý định lại nói tiếp sở dĩ ta có thể tỉnh táo trở lại quả thật thiếu cô một phần nhân tình có điều vừa rồi ta đã ngăn cô tự sát, lại giúp cô diệt sát hai gã kết đan kỳ của Thiên Quỷ Tông cũng xem như trả lại ân tình khi đó. Bình thường không nói nhưng ta vừa mới tỉnh lại, còn có sự tình cần phải giải quyết, e rằng không thể hộ tống các vị đến Lãnh Diễm Tông. Hàn Lập trả lời một cách thản nhiên, Thất tiểu thư nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, dùng ánh mắt khổ sở nhìn về phía Liễu Nhạc Nhi khiến họ Liễu có chút không đành lòng nhìn lại một cái, thân xác do dự nắm lấy ống tay áo Hàn Lập mở miệng muốn nói gì đó. Hàn Lập tự nhiên hiểu tâm tư của cô bé này, thò tay xoa nhẹ đầu của nàng, sau đó lại không chút để ý nhìn lướt qua hướng khác ở ngoài Việt, bình tĩnh nói yên tâm đi, cho dù ta không ra tay tương trợ cũng sẽ có những người khác ra tay. Thất tiểu thư nghe vậy lập tức hơi ngẩn ra, hiển nhiên nàng không hiểu ý của Hàn Lập. Đúng vào lúc đó, tiếng phá không vèo vèo từ xa truyền đến. Nhóm người dư ra bao gồm thất tiểu thư không khỏi kinh hãi, đồng loạt nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Bạch Thạch đạo nhân và Hắc Y thiếu phụ cùng vài tên tu sĩ, lập tức một lần nữa lấy ra pháp khí. Kết quả trước mắt mọi người, liên tiếp bóng đen cắt qua phía chân trời, từ bên ngoài ném vào trong. Bộp bộp rơi trên mặt đất lăn mấy vòng, không ngờ đó là từng cái đầu người đầm đìa máu tươi. Nhìn qua đúng là đám tu sĩ si áo đen chạy trốn ban nãy, khuôn mặt bọn chúng đều lộ rõ sự hoảng sợ. Mọi người giật nảy mình, Liễu Nhạc Nhi khẩn trương nắm chặt ống tay áo Hàn Lập. Thế nhưng từ đầu đến cuối, vẻ mặt của hắn vẫn rất bình thường, quay đầu nhìn về phía nào đó. Bạch quang chợt lóe, bỗng nhiên một cái thân ảnh màu trắng bồng bình nhẹ nhàng đáp vào trong sân. Chỉ thấy một mỹ phụ cao lớn mặc y phục màu trắng, chừng mươi mấy tuổi, dáng vẻ thướt tha, tay cầm trường kiếm cùng vỏ kiếm đen nhánh, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén ít khi thấy được ở nữ nhân. Sư Tôn, Thất tiểu thư thấy rõ người vừa tới bèn kinh ngạc gọi lớn một tiếng, sau đó phi người lao tới. Mộng Hàn, người không sao chứ? sư phó yên tâm rồi mỹ phụ giữ chặt tay thất tiểu thư khẽ vuốt tóc hai bên trán của nàng sắc mặt có chút buông lỏng ánh mắt thoáng hiện yêu thương người nhà họ dư nghe được cuộc nói chuyện của hai người biết đây không phải là kẻ địch lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm sắc mặt bạch thạch chân nhân và hắc y thiếu phụ cùng mấy người thoáng buông lỏng đồng thời lần lượt nhìn về phía ống tay áo của người phụ nữ xinh đẹp kia bất ngờ nơi đó có thêu một ngọn lửa xinh xắn giống hết họa tiết trên lệnh bài mà thất tiểu thư lấy ra Mọi người nhất thời lộ ra vẻ kính trọng, Liễu Nhạc Nhi dường như có chút sợ hãi, co lại trốn sau lưng Hàn Lập, giữ chặt tay áo của hắn. Có ta ở đây, không cần lo lắng. Hàn Lập tự nhiên biết được suy nghĩ của Liễu Nhạc Nhi. Nghe vậy cô gái này mới nhẹ nhàng thả lỏng, khẽ gật đầu. "Sư tôn, người làm sao tới được đây?" Sư Mộng Hàn lau nước mắt rồi hỏi. "Ta ở tông môn nghe nói Thiên Quỷ Tông khả năng sẽ ra tay với Dư phủ, cho nên ta liền nhanh chóng chạy tới." chẳng may trên đường lại bị bọn chúng dở trò ngăn cản vì vậy mới đến muộn cũng may là vẫn còn kịp mỹ phụ áo trắng nhẹ nhàng nói liễu nhạc nhi nghe vậy cũng yên tâm nhẹ gật đầu đều dựa vào cung phụng của dư phủ liều bảo vệ còn có liễu đại ca ra tay tương trợ mọi người vị này chính là sư tôn của ta sư tôn đây là bốn vị cung phụng của dư phủ còn đây là liễu thạch liễu công tử chính huynh ấy ra tay đánh chết hai tên kết đan kỳ của thiên quỷ tông tương trợ dư phủ dư mộng hàn cười nói lôi kéo Hàn Lập trong đám người tới trước mặt, giới thiệu một phen, cố ý nhấn mạnh khi giới thiệu về hắn. Thất tiểu thư, tại hạ tên thật là Hàn Lập, Liễu Thạch chỉ là tên giả mà thôi. Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhẹ cười nói với Dư Mộng Hàn. a à, thì ra là Hàn đại ca. Dư Mộng Hàn khẽ giật mình nhưng lại nhanh chóng cười nói. Thiếp thân là cổ vận nguyệt của lãnh diễm tông, đa tạ Hàn đạo hữu cứu mạng gia đình tiểu đồ, không biết các hạ là đệ tử của môn phái nào. Mỹ phụ biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm. Làn da đám người bạch thạch như bị kim đâm, nỗi kính sợ trong lòng càng lớn. Mỹ phụ khẽ quét về phía đám người bạch thạch, Liễu Nhạc Nhi, ánh mắt dừng trên người Hàn Lập, vẻ mặt chậm rãi thay đổi, dần dần trở nên ngưng trọng. Khí tức trên người Hàn Lập như có như không, với thần thức của nàng cũng không thể nhìn thấu. Điều này khiến nữ tu sĩ này không khỏi dùng mình, Hàn Mỗ không môn phái, chỉ là một tán tu, vừa rồi ra tay cũng là vì thất tiểu thư từng có ân với tại hạ, có qua có lại mà thôi hàn lập ánh mắt an tính với thần thức mạnh mẽ của hắn thản nhiên liếc nhìn đã biết đối phương là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ thì ra hàn đạo hữu là tán tu mỹ phụ không khỏi có chút bất ngờ nhân vật có thể đơn giản đánh chết hai gã tu sĩ kết đan tu vi tuyệt đối không thấp thế nhưng trong giới tán tu chưa từng có tu sĩ vượt quá nguyên anh kỳ mộng hàn hiện tại phong quốc đã là phạm vi thế lực của thiên quỷ tông nơi đây không nên ở lâu chúng ta cần phải lập tức rời đi Cổ vận nguyệt nhìn lại Hàn Lập một cái, thấy đối phương không muốn nói thêm liền khẽ gật đầu, sau đó nói với Mộng Hàn. Mọi người dư ra đã sớm không muốn nghĩ ở tại chỗ này, nghe thấy lời này đều lộ vẻ vui mừng. Sư tôn chờ đã, đệ tử có chuyện muốn nói qua với người một chút. Sư Mộng Hàn vừa nói vừa lôi kéo cổ vận nguyệt đi tới gần thi thể thanh niên âm hiểm. Di, tề minh hảo, sao hắn lại ở đây? Mỹ phụ nhẹ ồ lên một tiếng, khuôn mặt có chút biến sắc. Sư tôn, người cũng nhận ra kẻ này thuốc tổ của hắn thật sự là trưởng lão của thiên quỷ tông sư mộng hàn quan sát vẻ mặt cổ vận nguyệt trong lòng máy động nhẹ giọng hỏi không sai thuốc tổ tề huyền hắn là trưởng lão thiên quỷ tông tu vi đã đạt đến cảnh giới hóa thần người này cực kỳ bao che khuyết điểm nếu biết cháu trai bị giết chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ cổ vận nguyệt chậm rãi trả lời cảnh giới hóa thần sư mộng hàn sắc mặt đại biến hít sâu một hơi đám người bạch thạch chân nhân đều tỏ vẻ hoảng sợ đại tu sĩ hóa thần đây chính là cảnh giới vượt xa tồn tại Nguyên Anh. Một ngón tay của lão cũng có thể nghiền nát bọn họ. Là ai xuống tay với tề minh hạo? Cổ vận nguyệt hỏi, ánh mắt từ sớm đã nhìn về phía Hàn Lập. Thế nhưng họ Hàn vẫn rất từ tốn đi tới thi thể của nam tử áo xám cách đó không xa, tùy tiện nhặt lấy cái túi chữ vật, không chút để ý xem xét đồ vật bên trong. Chính Hàn đại ca ra tay đánh chết hắn ta. Dư mộng Hàn thấy vậy gật đầu xác nhận, Mỹ phụ nghe vậy sắc mặt biến đổi. Sư tôn, tề huyền lão quái liệu có tức giận đến mức tự mình ra tay khi biết cháu trai vẫn lạc không? Sư mộng hàn có chút bất an, địa vị tề huyền ở thiên quỷ tông rất cao, hơn nữa con cháu nối dõi đông đảo, hẳn sẽ không vì một gã chất tôn mà rời bỏ tông môn, nhiều nhất chỉ phái môn hạ đệ tử điều tra việc này mà thôi. Cổ vận nguyệt suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói ra. Sư mộng hàn nghe vậy, sắc mặt buông lỏng, tuy vậy cũng không thể chủ quan, mộng hàn, người phải lập tức lên đường cùng ta cần phải nhanh chóng trở về lãnh diễm tông trước khi tề huyền phái người đuổi tới. Mỹ phụ áo chẳng tỏ vẻ ngưng trọng, sư mộng hàn nghe vậy không khỏi biến sắc, Mỹ phụ áo trắng dường như chỉ định mang một mình nàng rời đi, vội nói, sư tôn, con có thể đưa người nhà tới nương nhờ lãnh diễm tông có được không? Gia quyến dư ra nghe vậy đều nhìn phía cổ vận nguyệt. Bạch thạch cùng với mấy cung phụng cũng trong lòng ao ước, chờ đợi nhìn về phía cổ vận nguyệt. Nếu có thể mượn cơ hội này gia nhập lãnh diễm tông, dù chỉ là đệ tử ngoại môn vẫn tốt hơn làm tán tu, đặc biệt dưới tình huống đã đắc tội với thiên quỷ tông. chương 20, mời. Không thể được, lãnh diễm tông chúng ta sao có thể thu nhận phàm nhân cơ chứ? Gia quyến của ngươi hãy để cho mấy vị cung phụng kia hộ tống đến khê quốc lánh nạn tạm thời đi. Cổ vận nguyệt lắc đầu, cương quyết từ chối. Khê quốc là một quốc gia thế tục khác nằm ở phía đông bắc phong quốc, hiện tại vẫn nằm trong phạm vi thế lực của lãnh diễm tông. Nhóm tu sĩ cung phụng của dư phủ không khỏi tỏ ra thất vọng, nhưng trước mặt cổ vận nguyệt thì tự nhiên không dám nói không. Gia quyến dư gia cũng lấy làm sợ hãi, vội vàng hướng ánh mắt cầu khẩn nhìn dư mộng hàn. Nếu đám người thiên quỷ tông lại tìm đến, chẳng phải chúng ta chỉ còn đường chết cả sao. Thất muội dù đã gia nhập tiên môn người cũng không thế bỏ mặc bọn ta như vậy. Dư nhị thiếu gia càng tỏ ra gấp gáp, vội gào to. câm miệng, dư mộng hàn xa sầm nét mặt, trầm giọng quát lên. Dư nhị thiếu gia khẽ run rẩy mấy lời cứng rắn định nói ra vội nuốt trở lại sư tôn để người thân của con đến khê quốc sẽ không có chuyện gì thật chứ thiên quỷ tông có thể dễ dàng tìm được bọn họ tuy miệng dư mộng hàn thì quát mắng dư nhị thiếu ra nhưng đồng thời trong lòng cũng lo lắng cho sự an nguy của những người khác trong nhà đồ nhi không cần lo lắng theo quy củ của linh hoàn giới chỉ cần ngươi chính thức trở thành đệ tử nội môn của lãnh diễm tông bọn chúng sẽ không dám ra tay đối với người nhà của ngươi ở thế tục nếu không sẽ vi phạm cấm kỵ của giới này nếu bọn họ có can đảm dám đuổi giết người nhà của ngươi về sau khi tu vi của ngươi đại thành có thể dựa vào lý do này để xuống tay với người nhà của các đệ tử thiên quỷ tông khác. Lúc trước bọn chúng cố tình ra vẻ không biết ngươi có lệnh bài tiếp dẫn của bổn tông, nên mới ra tay với dư phủ. Nhưng hiện tại vi sư đã trực tiếp ra mặt, tình huống tự nhiên sẽ khác. Lúc này, việc quan trọng nhất là đưa ngươi về lãnh diễm tông một cách an toàn trước đã. Cổ vận nguyệt cất giọng thâm trầm, sư mộng hàn nghe như thế, thân sắc mới thả lòng. Trong lòng những người dư phủ cũng cảm thấy yên tâm, không nói thêm gì nữa. Chân nhân cùng ba vị cung phụng vương, Sa, Lâm, người nhà của ta đành trông cậy chư vị bảo vệ giúp vậy. Sau này, tiểu nữ tu luyện thành công, chắc chắn sẽ không quên ơn của các vị. Dư Mộng Hàn dịu dàng thi lễ với ba người Bạch Thạch cùng ba người tu sĩ cung phụng của Dư gia. Thất tiểu thư nói vậy là khách sáo quá rồi, chúng ta dù sao cũng là cung phụng trong Dư phủ, được Dư tướng quân cùng tiểu thư đối xử rất tốt, ngày hôm nay Dư phủ gặp phải tai họa như thế này, tất nhiên chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ người nhà của tiểu thư rồi đám người thiếu phụ áo đen tự nhiên nhận lời không dám chậm trễ còn luôn miệng hứa hẹn sẽ bảo vệ cẩn thận cho mọi người trong dư phủ mặc dù bọn họ không đến được lãnh diễm tông nhưng dù sao dư mộng hàn cũng là đệ tử nội môn của đại tông này chỉ cần xây dựng tốt mối quan hệ này tất nhiên về sau sẽ có nhiều lợi ích không nhỏ bạch thạch chân nhân tỏ vẻ bối rối theo bản năng lén nhìn về phía hàn lập bạch thạch đạo hiếu người đã ở dư phủ lâu như thế cũng nên đi theo bọn họ một chuyến thì hơn hàn lập đang chơi đùa với chiếc túi chữ vật chợt ngẩng đầu nhìn về phía bạch thạch chân nhân vừa cười vừa nói lúc này bạch thạch chân nhân mới tươi cười vui vẻ đáp ứng mộng hàn xin đa tạ bốn vị dư mộng hàn ra vẻ không nhìn thấy chuyện vừa rồi cúi người thi lễ tạ ơn đối với bốn người sau khi mọi việc đã được quyết định mọi người dư ra lập tức bắt đầu thu dọn gom góp toàn bộ vàng bạc chân bảo trong nhà Hàn Lập bỏ chiếc túi chữ vật vào trong ngực áo sau đó đi đến bên thi thể của thanh niên âm hiểm, nhặt lấy một cái túi chữ vật khác. Còn phần những món đồ trên những tên áo đen còn lại, hắn chẳng thèm để mắt đến. Đám người bạch thạch chân nhân thấy vậy, tự nhiên vui mừng đem đồ vật trên người đám áo đen thu lấy. Không biết Hàn Đạo Hữu có kế hoạch gì tiếp theo không? Cổ vận nguyệt đến bên cạnh Hàn Lập, nhẹ nhàng hỏi. Lần này Hàn Mỗ đến thành minh viễn hoàn toàn là ngoài ý muốn, bây giờ lại va chạm với đám người thiên quỷ tông, tất nhiên là muốn rời xa nơi này một chút. Hàn Lập trả lời lạnh nhạt, hiện tại đạo hiếu đã nhúng chân vào vũng nước đục này, lại còn giết chết tề minh hạo. Nếu muốn thoát thân, chỉ sợ không phải là việc dễ dàng. Với thế lực của thiên quỷ tông, sẽ nhanh chóng tìm ra đạo hiếu thôi. Cổ vận nguyệt cười hắc hắc một tiếng sau đó trả lời. Cổ tiên tử nói như vậy là có ý gì? Hàn Lập không mảy may dao động mà chỉ hỏi lại. Nếu Hàn Đạo Hữu không chê, chỉ bằng gia nhập lãnh diễm tông lãnh diễm tông chúng ta luôn hoang nghênh các cường giả tán tu gia nhập. Có thể đơn giản giết tu sĩ Kim Đan Kỳ, chỉ ít cũng có thực lực cấp Nguyên Anh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão ngoại môn. Thiếp thân rất vui lòng tiến cử đạo hiếu, cổ vận nguyệt chăm chú nhìn Hàn Lập sau đó trả lời. Sư phụ ta nói rất đúng, nếu Hàn Đại ca có thể gia nhập lãnh diễm tông, đối với nhạc nhi muội muội cũng có lợi nhiều lắm. Sư mộng Hàn nghe đến đó, trong lòng khẽ động, đánh tiếng khuyên nhủ. Hàn Lập nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh, có chút do dự. Liễu Nhạc Nhi chớp chớp cặp mắt đen to tròn, có chút mơ màng. Nếu như thiếp thân không nhầm, khí thức của Hàn Đạo Hữu lúc này có chút bất ổn, hình như trên người có thương tích. Vừa lúc thiếp thân có mang theo một viên vọng tê đan vốn được xưng tụng là thánh dược chữa thương tại linh hoàn giới. Cổ Vận Nguyệt tỏ rõ thâm ý, đối với Cổ Vận Nguyệt, lần này đã giết chết hai gã tu sĩ kết đan kỳ của Thiên Quỷ Tông, trong đó còn có con cháu của một tu sĩ hóa thần kỳ, chắc chắn sẽ bị đối phương chặn giết trên đường trở về lãnh diễm tông. Mặc dù người thanh niên trước mặt có chút thần bí, nhưng nếu có thể cùng đi, nhất định sẽ là một trợ giúp cực lớn. Nhạc nhi, người có bằng lòng đến lãnh diễm tông cùng ta không? Hàn lập sờ lên cái cằm, bỗng nhiên quay lại hỏi Liễu Nhạc Nhi. Với tu vi của cổ vận nguyệt, thì phân phận hồ yêu của Liễu Nhạc Nhi rõ ràng không thể giấu được. Bất quá lúc trước khi hắn siêu hồn bạch thác chân nhân, biết được rằng mặc dù hai tộc nhân yêu tại linh hoàn giới rất xa cách, nhưng trong một vài đại tông môn, những cao giai tu sĩ đều mang theo một ít yêu tộc bên người chuyện rất bình thường, do đó Liễu Nhạc Nhi đi lãnh Diễm tông không có vấn đề gì cả. Ta nghe theo ca ca, Liễu Nhạc Nhi hết nhìn cổ Vận Nguyệt, rồi lại dư Mộng Hàn, sau đó rụt rè trả lời. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Hàn Lập nghe vậy thì cười cười, xoa nhẹ đầu thiếu nữ. Ta biết ca ca sẽ bảo vệ muội mà. Thiếu nữ gật gật đầu, thở ra nhẹ nhóm, ngoảnh miệng mỉm cười vậy thì hàn mỗ xin làm phiền cổ tiên tử xin dẫn đường tuy nhiên không biết tiên tử có thể đưa ra viên vọng tê đan như đã hứa hay không hàn lập nhìn cổ vận nguyệt không khách khí trả lời đương nhiên không thành vấn đề trong lòng cố vân nguyệt vui vẻ không chút do dự lấy ra một bình ngọc màu trắng đưa cho hàn lập hàn lập tiếp nhận bình ngọc rồi khẽ mở nắp đặt dưới mũi hít nhẹ một hơi sau đó gật nhẹ đầu cổ vận nguyệt thấy vậy vui vẻ tươi cười mọi người dư ra giờ phút này đã thu thập xong ngoại trừ đại lượng châu báu, còn dẫn theo mấy cỗ xe ngựa. Lúc này đám người Bạch Thạch chân nhân cũng đi tới. Hàn tiền bối, ta, Bạch Thạch lão đạo đi đến bên cạnh Hàn Lập, trần chờ muốn nói gì đó. Người chuyên tâm bảo hộ người nhà họ dư là được, những chuyện khác không cần phải xen vào, ngoài ra ta còn có việc cần ngươi đi làm. Hàn Lập phất tay về phía đối phương, rồi khẽ mấp máy môi, truyền âm nói gì đó. Bạch Thạch lão đạo nghe xong thì khẽ giật mình, gật đầu liên tục. Lúc này, Dư Mộng Hàn cũng đi tới bên cạnh cổ Vận Nguyệt, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, giờ này có lẽ cửa thành đã đóng, làm phiền người ra tay giúp đưa các nàng ra khỏi thành." Cổ Vận Nguyệt nhẹ gật đầu, vung áo bào, lập tức một mảnh xương trắng bỗng nhiên xuất hiện, rồi ngưng tụ thành một đám mây trắng lớn, nhấc tất cả mọi người cùng bay lên trời. Phần lớn đám người dư ra chưa bao giờ trải qua chuyện thần kỳ như thế này, liền vội vàng bám chặt vào chiếc xe ngựa, vài người non gan thì sợ hãi la hét không thôi. Trong chớp mắt đám mây trắng bay vút ra ngoài thành rồi đáp vững vàng xuống con đường bên ngoài thành mẫu thân thầm thầm giây phút sắp phải chia ly mặc dù dư mộng hàn đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không tránh hỏi xúc động đau buồn đứng lại ôm người thân tiễn biệt gia quyến cùng mẫu thân của dư tiểu thư Dương Dương nước mắt ân cần khuyên bảo dư mộng hàn phải chăm sóc bản thân thật tốt một lúc lâu sau các nàng mới lưu luyến chia tay bốn người bạch thạch chân nhân hộ tống mọi người dư ra đi về hướng đông nhanh chóng biến mất trong bóng đêm Dư mộng hàn ngơ ngẩn nhìn thân nhân đi xa, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt rồi khẽ thở dài. Chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian lên đường thôi. Cổ vận nguyệt đợi một lúc, rồi phất tay lên, phóng ra một chiếc linh thuyền màu xanh nhạt. Linh thuyền dài 4 năm trượng, hình dạng có chút kỳ lạ, vừa cong cong như vầng trăng lại có hình dáng như chim phượng, thân thuyền khắc chữ linh văn màu xanh, phát ra dao động linh lực nhạt nhạt, rõ ràng không phải phàm vật bình thường. Hàn lập kéo liễu nhạc nhi lên linh thuyền, Dư Mộng Hàn hít một hơi thật sâu bình ổn tâm tình bình rồi cũng bước lên linh thuyền. Cổ Vận Nguyệt phất tay phóng ra một đạo pháp quyết, linh thuyền lập tức tỏa ra một tầng hào quang màu trắng, phóng lên trời, hóa thành một đạo bạch quang bay đi xa. Chương 21: Nguyên Anh dị biến. Bên trong linh thuyền, Hàn Lập đang nhắm mắt khoanh chân, dựa lưng vào một bên vách tường. Liễu Nhạc Nhi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tò mò nhìn ngắm xung quanh, từ đồ trang trí trên linh thuyền đến cảnh vật bên ngoài đang trôi nhanh về phía sau. Cổ Vận Nguyệt đứng trước điều khiển linh thuyền, đồng thời thì thầm nói chuyện gì đó với Dư Mộng Hàn bên cạnh. Một lúc lâu sau, Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, từ từ mở mắt, sắc mặt trầm tư suy nghĩ. Từ lúc tỉnh lại, hắn đã phát hiện bản thân không có cách nào thu nạp thiên địa nguyên khí vào cơ thể mình, càng không thể nào trực tiếp thông qua thổ nạp mà khôi phục pháp lực. Lúc trước do vừa khôi phục thần thức, lại vẫn còn đang chút sợ hãi vì mới bị mất trí nhớ, cho nên chưa kịp kiểm tra kỹ việc này. Hôm nay, sau khi thử kiểm tra lại lần nữa, họ hàn nhận ra tình trạng vẫn giống lúc trước, bản thân không cách nào hấp thu được thiên địa nguyên khí. Hàn lập suy nghĩ một hồi, rồi khẽ lật tay, lấy ra một bình ngọc màu trắng. Vừa mở nắp bình, mùi thuốc cực kỳ nồng đậm lập tức xông thẳng lên mũi, khiến tinh thần hắn khẽ rung động. Hàn lập đổ ra một viên đan dược màu xanh, dùng hai ngón tay cầm lên, dơ lên trước mặt xem xét. Đây là vọng tê đan sao, hy vọng thực sự có chút tác dụng. Hàn lập lầm bầm mấy tiếng, rồi cho viên đan dược vào miệng, sau đó lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Liễu nhạc nhi thấy thế thì cũng biết ý, không quấy dậy hắn. Nàng thấy cổ vận nguyệt và dư mộng hàn đang chuyện trò với nhau liền đứng dậy đi về phía hai người, rồi cũng ngồi xuống khe khẽ nói chuyện cùng. Một lát sau, dược lực dần dần lan tỏa, lông mày hàn lập bóng khẽ nhíu lại, từ đan điền ở phía dưới bụng từ từ sinh ra một cỗ khí ôn hòa như dòng nước ấm, rồi tự động chảy dọc theo kinh mạch toàn thân. Sau khi hoàn thành một vòng chu thiên, hắn cảm thấy toàn thân thư thái hơn rất nhiều. Cơ thể vốn luôn trống rỗng, bấp bênh không có điểm tựa lúc trước nay đã cảm thấy một chút thay đổi. Đan Điền đã sinh ra một chút pháp lực, mặc dù rất nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng khiến hắn vui mừng đôi chút. Hàn Lập từ từ mở mắt ra, bàn tay nắm chặt lại đặt trên hai đầu gối, sau khi nghỉ một chút, lại ngửa bàn tay lên, trong lòng bàn tay lại đã có thêm hơn 10 khỏa đan dược khác. Những đan dược này một số là do Bạch Thạch chân Nhân cướp được ở bên ngoài, còn lại một ít là đồ còn sót lại trên người tên tề Minh Hạo, hầu hết đều là đan dược dùng để khôi phục pháp lực, chất lượng tốt xấu lẫn lộn, kém xa viên vọng tê đan ban nãy. Hàn lập phê về một viên, cho vào miệng, rồi lại từ từ nhắm mắt lại. Tuy nhiên, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lại mở mắt ra, mặt có vẻ nghi ngờ, sau đó lập tức cầm một viên khác, nuốt vào bụng. Lại sau một lúc, hắn mở mắt ra lần nữa, ánh mắt có chút ảm đạm. Vừa rồi, hắn nuốt liên tục hai viên đan dược, nhưng lại như trâu đất xuống biển, không hề có chút động tĩnh gì, không hề cảm thấy có dược lực tỏa ra, cũng không thấy có thêm chút pháp lực nào được hồi phục cả. Hàn lập trầm ngâm, liên tục phục dụng mấy loại đan dược khác nhau. Chẳng mấy chốc, trong tay hắn chỉ còn lại một viên đan dược màu vàng, to bằng ngón tay cái. Phẩm chất của viên đan dược này không thấp, cũng không thua kém gì viên vọng tê đan kia, có thể đây chính là viên đan dược mà tên tề minh hạo định dùng để cứu mạng lúc nguy khốn. Hàn lập nhìn viên thuốc, mặt không biểu tình, rồi ném luôn vào miệng quả thật viên đan dược này không làm hắn thất vọng ngay sau khi nuốt viên đan dược màu vàng này xuống thì dược lực bắt đầu từ từ lan tỏa hóa thành một luồng linh lực chảy vào trong đan điền của hắn làm pháp lực trong người chậm rãi tăng lên một ít lúc này tinh thần hàn lập mới thoải mái hơn một chút chỉ cần đan dược có tác dụng thì việc khôi phục pháp lực không còn là việc khó khăn gì nữa còn về việc đan dược không có tác dụng thì khả năng rất lớn là do cấp bậc của chúng quá thấp đúng lúc này một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên trong đầu hắn chúc mừng hàn đạo hiếu vậy là đã có hy vọng khôi phục lại pháp lực rồi chẳng đáng kể gì chỉ là như cây không gốc nước không nguồn mà thôi tác dụng vô cùng nhỏ bé hàn lập cười miễn cưỡng dùng thần niệm trả lời ít vẫn hơn không pháp lực của hàn đạo hiếu khôi phục được phần nào thì ta và ngươi cũng có thêm một phần hy vọng trở lại tiên giới ma quang nhàn nhạt đáp lại đạo hiếu nói không sai tuy vậy cũng không dễ dàng như thế đâu Hàn Lập chậm rãi trả lời, đan dược thì như vậy, thế còn linh thạch thì sao? Ma Quang lại hỏi, không cần đạo hữu nhắc, ta cũng đang muốn thử qua một lần đây. Hàn Lập cười cười, trả lời, nói xong, hắn liền lật tay, lấy ra mấy khối linh thạch màu xanh, có to có nhỏ, hai tay nắm chặt, mấy khối linh thạch lập tức phát sáng, tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh lờ mờ. Liễu Nhạc Nhi và Dư Mộng Hàn ngó thấy từ chỗ Hàn Lập phát ra ánh sáng màu xanh, thì tò mò quay đầu nhìn lại, còn cổ vận nguyện ở đầu thuyền thì lại không phản ứng gì linh lực màu xanh từ linh thạch từ từ chảy ra xoay tròn trên lòng bàn tay hàn lập một chút rồi dần dần trở nên mờ nhạt dần một lát sau đoàn ánh sáng màu xanh dần dần dịu xuống rồi biến mất trong không khí hàn lập buông tay ra mấy khối linh thạch đã trở nên ảm đạm không chút ánh sáng ánh mắt hàn lập hiện lên vẻ phân vân im lặng suy nghĩ một lúc như thế nào rồi không thể hấp thu linh lực từ linh thạch sao giọng của ma quang lại vang lên trong đầu hàn lập hàn lập trầm mặc một lúc rồi đáp có lẽ cũng giống như đan dược cấp bậc của mấy viên linh thạch này quá thấp không có đủ linh lực tinh thuần không thể chuyển hóa thành pháp lực được nếu là như vậy thì chỉ cần dùng một lượng lớn đan dược cao dai và linh thạch cực phẩm thì khả năng khôi phục lại pháp lực đã nằm trong tầm tay của đạo hữu rồi ma quang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp không phải đơn giản như thế cực phẩm linh thạch có tác dụng hay không thì phải thử qua mới biết được May là thân thể và thần thức của ta đã tạm ổn định, kể cả không có cách nào thu nạp được thiên địa nguyên khí, thì cũng từ từ cũng sẽ tự khôi phục lại được. Hàn lập thở dài, có chút buồn bực, nói. Hàn đạo hữu lại khiêm tốn rồi, như tại hạ chứng kiến, nếu chỉ nói thân thể và thần thức của đạo hữu mới hơi vừa tạm ổn định, cũng đã không có đối thủ ở giới diện này rồi. Nếu đạo hữu đã có phương pháp, mong sớm hồi phục lại như cũ. Ma Quang Thong thả nói mấy câu sau đó im lặng không nói thêm gì nữa hàn lập thở dài một hơi lúc trước nhặt được mấy túi chữ vật nhưng lại không có một viên cực phẩm linh thạch nào nếu không thì đã có thể thử ngay bây giờ tiếp đó hắn kiểm tra cẩn thận lại pháp lực trên người một lần nữa thấy tu vi hiện tại chỉ tương đương tu sĩ nguyên anh trung kỳ nếu muốn tăng trưởng trở lại thì phải khôi phục được khả năng thu nạp thiên địa nguyên khí hoặc là trực tiếp sử dụng cao dai đan dược để khôi phục pháp lực nghĩ đến đó hàn lập nhíu mày nhanh chóng sử dụng thần niềm quan sát bên trong cơ thể tập trung vào một chỗ sâu trong đan điền chỉ thấy toàn bộ đan điền dường như bị bao phủ bởi một mảng xương mù dày đặc, vô cùng vô tận, mà ở sâu trong đám xương mù dày đặc, có một một quầng kim quang mỏng nhấp nháy, giống như một chiếc đèn màu vàng được thắp sáng trong đêm tối. Hàn lập phóng thần niệm tới, nhìn thấy một hình người tí hon toàn thân màu vàng đang tỏa ra hào quang óng ánh, ngồi khoanh chân ở chính giữa đám xương mù dày đặc, hình dáng và thần thái giống hàn lập y như đúc, đúng là nguyên anh của hắn. Khuôn mặt của nguyên anh bình tĩnh, hai mắt khẽ nhắm, hai tay rủ xuống bên thân, Hoạt nhìn như đang ngủ say, có lẽ việc hắn không thể hấp nạp thiên địa nguyên khí có liên quan lớn đến tình trạng lúc này của Nguyên Anh. Khi vừa tỉnh lại, hắn đã dùng thần thức kiểm tra qua, nhưng lại không cách nào tiến lại gần Nguyên Anh, càng không thể làm nó thức tỉnh chút nào. Nếu không phải là sâu trong lòng vẫn mơ hồ còn một tia thần hồn liên hệ với Nguyên Anh, thì hắn suýt nửa tưởng Nguyên Anh của mình là ngoại vật nào đó. Lúc này, trong đầu Hàn lập điểm qua một loạt các loại bí thuật, sau cùng một tay bấm niệm pháp quyết thúc giục một ít pháp lực mới hồi phục ở trong đan điền, hóa thành một tấm phù văn màu bạc, từ từ bay đến dán lên thân thể Nguyên Anh. Mấy tiếng phốc phốc trầm đục vang lên, đám phù văn màu bạc vừa chạm vào da thịt người tí hon màu vàng, thì liền nổ tung thành một quần sáng bạc, tản mát ra xung quanh. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, cũng không thấy có gì bất ngờ, ngay lập tức lại thay đổi pháp quyết, từ đan điền lại xuất hiện một tia sáng màu trắng ngà bao quanh bốn phía người tí hon, từ từ trói lại. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập trợn tròn hai mắt, hít mạnh một hơi nuốt ngược trở lại một ngụm máu nóng trực trờ trào lên cổ họng vừa rồi hắn không tiếc pháp lực thi triển bí thuật luyện thần thuật của tiên giới cưỡng ép thần niệm xâm nhập vào nguyên anh ở trong cơ thể kết quả là từ bên trong nguyên anh phát ra một cỗ huy năng khủng bố khiến cho thần niệm bắn ngược trở lại pháp lực nghịch chuyển đã khiến họ hàn bị bí thuật cắn trả cũng may là thân thể và thần thức của hắn vô cùng mạnh mẽ nếu là người khác nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn nặng thì thần thức phản vệ mà biến thành si ngốc luôn rồi sau trận dày vò này, pháp lực của Hàn Lập lại bị tiêu hao một phần, tu vi từ Nguyên Anh Trung Kỳ bị đánh rất xuống còn Nguyên Anh Sơ Kỳ, khiến hắn càng thêm phiền não. chương 22, Phong Vân song sát. Trong lúc Hàn Lập đau đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề cảnh giới của mình, cổ vận Nguyệt đứng ở đầu thuyền đã cảm nhận được chấn động pháp lực mà hắn lộ ra khi bị công pháp cắn trả, nội tâm có chút cả kinh. Quả nhiên là Nguyên Anh Trung Kỳ, nàng ta thì thào một tiếng, sau một chút do dự liền quay người đi tới. Hàn Lập thấy vậy bèn gác chuyện đang suy nghĩ sang bên, đứng dậy. Xem ra vọng tê đan quả thật có ích với Hàn Đạo Hiếu. Thương thế của các hạ lúc này đã tốt hơn nhiều, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của vận nguyệt biết mất hơn nửa, giọng nói cũng có chút ôn hòa. Đều nhờ vào linh đan của Đạo Hiếu, Hàn Lập cũng trả lời một cách khách khí. Thời gian tiếp theo, Mỹ Phụ họ cổ dường như có ý lôi kéo Hàn Lập do đó không ngừng bắt chuyện tán gẫu với hắn nhằm thu hẹp khoảng cách hai bên hàn lập cũng từ đó biết được một ít thông tin về linh hoàn giới dù sao hắn hiểu rất rõ kiến thức của trưởng lão nguyên anh hiển nhiên vượt xa lịch duyệt của một tu sĩ kết đan như bạch thạch lão đạo khi thiếu phụ hỏi đến xuất thân của mình họ hàn đều trả lời qua loa đại khái nhận thấy biểu hiện không muốn tiết lộ quá nhiều của hàn lập cổ vận nguyệt cũng thức thời không hỏi sâu thêm đúng rồi cổ đạo hữu có thể nói cho tại hạ một ít sự tình liên quan đến lãnh diễm tông được không dù sao hiểu biết của Hàn Mỗ đối với Quý tông chỉ dừng lại ở mức một vài tin đồn nghe được mà thôi. Hàn Lập chợt hỏi, "Ha ha, dù Hàn đạo hữu không hỏi, thiếp thân cũng định kể rõ cho các hạ." Cổ Vân Nguyệt nghe vậy không khỏi có chút bất ngờ bèn uyển chuyển thay đổi chủ đề. Bổn tông là một đại tông nổi danh ở linh hoàn giới, lịch sử sáng lập môn phái đến nay có trên trăm vạn năm với hơn 10 vạn đệ tử nội môn. Không kể đến đẳng cấp kết đan, nguyên anh, Bổn tông có mấy chục vị trưởng lão hóa thần, luyện hư trên đó còn có ba đại năng hợp thể kỳ cùng một lão tổ đại thừa tỏa trấn. Nói đến đây, thần tình của Cổ Vận Nguyệt không thể giấu được vẻ tự hào. Hàn Lập nghe đến đó, trong lòng khẽ động, có tu sĩ đại thừa tỏa trấn, thực lực của Lãnh Diễm Tông quả thật mạnh mẽ, hầu như có thể sánh với một đại tộc ở linh giới. Tổ sư khai phái, Lãnh Diễm lão tổ đã phi thăng tiên giới vào hơn trăm vạn năm trước. Đến nay, bổn tông vẫn có thể thông qua phương pháp đặc thù, cầu thông với vị tiên nhân tổ sư này lão nhân ra thỉnh thoảng còn ban cho bổn tông một ít linh đan rượu dược công pháp bí kỹ những môn phái nhỏ căn bản không thể sánh bằng hàn đạo hữu gia nhập lãnh diễm tông ta nhất định sẽ không thất vọng cổ vận nguyệt liếc nhìn hàn lập sau đó cười nói hàn lập nghe thấy hai chữ tiên nhân rốt cuộc để lộ chút ít dao động không ngờ lãnh diễm tông cũng có chỗ dựa ở tiên giới hơn nữa lãnh diễm lão tổ sau khi phi thăng vẫn có thể duy trì liên lạc với hạ giới hắn chưa từng nghe qua chuyện này trước đây từ đó xem ra, tình huống của linh giới và nơi đây có sự khác nhau rất lớn. Nhận ra biến hóa trên khuôn mặt Hàn Lập, Cổ Vận Nguyệt không khỏi có chút hài lòng, bộ dáng tươi cười đắc ý. Không thể ngờ được Lãnh Diễm Tông lại mạnh mẽ đến thế, khó trách có thể trấn áp một phương. Chẳng hay tình huống của Thiên Quỷ Tông thì như thế nào? Hàn Lập gật đầu, Thiên Quỷ Tông không chênh lệch lắm so với Lãnh Diễm Tông chúng ta, cũng có lão tổ phi thăng tiên giới. Ngoài ra, còn một môn phái có lão tổ phi thăng tiên giới là Cảnh Nguyên Quan. Ba đại tông môn tồn tại song song ở linh hoàn giới, địa vị ngang nhau. Cổ vân Nguyệt Thu lại dáng vẻ tươi cười, thần sắc có phần ngưng trọng. Tuy nói địa vị ngang nhau nhưng thực lực tất nhiên vẫn phân cao thấp. Không biết trong ba tông phái, nhà nào xếp ở vị trí cao nhất? Hàn lập sờ cầm rồi hỏi, cái này, thực lực cơ bản của ba đại tông phái không khác nhau quá nhiều. Có điều lịch sử sáng lập của thiên quỷ tông vượt xa lãnh diễm tông và cảnh nguyên quan, hơn nữa bọn họ từng có ba vị phi thăng tiên giới, thực lực vì thế cao hơn một chút. Lãnh diễm tông ta và cảnh nguyên quan thì không hơn kém nhau bao nhiêu. Cổ vận nguyệt suy nghĩ một thoáng sau đó trả lời một cách huyền chuyển. Xem ra thực lực của thiên quỷ tông vượt xa lãnh diễm tông, chỉ là nàng ta không chịu thừa nhận mà thôi. Hàn lập suy tính một hồi, quả thật có chút hứng thú với lãnh diễm tông. Nếu như bọn họ thật có liên hệ với tiên giới, căn cơ tất nhiên thâm hậu, rất có khả năng tìm được phương pháp giải quyết vấn đề nguyên anh của hắn. Sau khi hỏi thêm một ít sự tình, cả hai kết thúc trò chuyện. Hàn Lập đi đến bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu sau, thân thể hắn dần dần nổi lên từng sợi quang mang màu xanh. Có điều khí thức này nhanh chóng thu liếm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không còn cảm nhận được chút pháp lực nào cả. Cổ vận nguyệt trở lại đầu thuyền, tiếp tục điều khiển phi chu nhưng khi cảm nhận biến hóa pháp lực trên người Hàn Lập, trong lòng không khỏi tấm tắc kêu lạ. Sắc trời chung quanh dần dần sáng lên, phi chu xuyên mây phá xương, phía trước xuất hiện một dãy núi minh mông trùng điệp thân núi thẳng tắp, hơn nữa còn có màu đỏ sậm. Từ trên nhìn lại giống như một khu rừng đỏ cực lớn. Nhìn thấy cảnh này, cổ vận nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dãy núi trước mắt đã là biên giới phong quốc, quãng đường vừa qua, nàng đã tận lực tránh xa những nơi mà thiên quỷ tông dễ dàng dò xét. Hiện tại có lẽ đã an toàn hơn rất nhiều, có điều vì để đảm bảo an toàn, cổ vận nguyệt vẫn cho phi chu để thăng độ cao, chui vào tầng mây giữa không trung. Lúc này, mây trời cũng không dày đặc, thậm chí nhiều chỗ vô cùng thưa thớt, có điều nhìn chung chui vào bên trong vẫn có tác dụng che giấu hành tung nhất định. sư mộng hàn và liễu nhạc nhi dần trở nên quen thuộc với phi chu, không còn sợ hãi như trước, bèn đứng dậy thưởng thức cảnh đẹp, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười thanh thúy dễ nghe. từng dãy núi bên dưới nhanh chóng lùi dần về phía sau lưng. khi một bình nguyên hiện lên xa xa trong tầm mắt, cổ vân nguyệt suốt cuộc bỏ đi chút lo lắng còn lại trong lòng. cẩn thận, hàn lập vốn luôn nhắm mắt tính tỏa bất chợt quát lớn một tiếng. Liễu Nhạc Nhi và Dư Mộng Hàn nghe vậy đều khẽ giật mình. Cổ vận nguyệt bỗng nhiên biến sắc, không chút do dự bấm niệm pháp quyết. Một đạo bạch quang bắn ra từ lòng bàn tay, chui vào bên trong phi chu. Linh chu phát sáng rực rỡ, đột nhiên ngừng lại sau đó nhanh chóng bắn ngược về sau. Đúng lúc này, một đóa mây trắng phía trước thình lình trở nên đen kịt, hóa thành một cái mặt quỷ to lớn màu đen giữ tận há miệng cắn xuống. Có điều phi chu thối lui quá nhanh khiến nó đắp hụt. Ồ, một tiếng ồ nhẹ truyền ra từ trong mặt quỷ từ đó một đám mây đen hiện ra mang theo hai bóng người mơ hồ bên trái là một lão già lưng còng mặt mày nhăn nheo tóc vàng lưa thưa bộ dáng giải yếu như thanh gỗ mục bên phải là một nam tử trẻ tuổi mặt ngựa miệng rộng vô cùng xấu xí ánh mắt lóe hiện hung quang hai người đều mặc hắc bào phía trên có thêu một cái mặt quỷ giữ tợn tản ra hắc khí mơ hồ trên người bọn họ tỏa ra linh áp thình lình đạt đến cảnh giới nguyên anh thanh niên mặt ngựa giống với cổ vận nguyệt đều là tu sĩ trung kỳ lão già lưng còng cao hơn một tầng, bất ngờ đạt đến hậu kỳ. Phong vân song sát, cổ vận nguyệt nheo mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trường 23, tranh đấu. Ha ha, không ngờ cổ vận nguyệt đạo hiếu cũng biết danh tiếng nho nhỏ của hai huynh đệ chúng ta, thật là vinh hạnh. Giọng nói của lão già lưng còng vô cùng khàn đặc, tựa như hai miếng sắt ma sát vào nhau khiến người nghe cực không thoải mái. Thanh niên mặt ngựa ngược lại chỉ giữ im lặng, đôi mắt phiếm hồng chậm rãi đánh giá đám người hàn lập. Khi nhìn đến Dư Mộng Hàn và Liễu Nhạc Nhi, mắt gã sáng lên, cái lưỡi lẻ ra liếm liếm môi dày. Liễu Nhạc Nhi vội vàng trốn ra sau lưng Hàn Lập, Dư Mộng Hàn nhìn thấy bộ dáng đối phương như thế đồng dạng cảm thấy sợ hãi. Cổ vận nguyệt trong lòng hơi loạn, tuy rằng đoán được thiên quỷ tông sẽ không từ bỏ ý đổ đối với việc sư phủ thế nhưng nàng không nghĩ tới đối phương đuổi đến nhanh như vậy, hơn nữa còn là hai gã có hung danh hiển hách, không dễ giải quyết. Tuy vậy họ cổ dù sao cũng là tu sĩ trải qua không ít tranh đấu vì thế nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, lạnh lùng đáp trả, nhị vị đột nhiên hạ sát thủ với thiếp thân ở nơi biên cảnh như vậy, về tình về lý đều nên có lời giải thích. Chẳng lẽ các người thật sự muốn giấy lên đại chiến giữa hai tông? Hắc hắc, người quang minh chính đại không nói lời mở ám. Chắc hẳn đạo hữu biết rõ mục đích bọn ta đến đây. Hai người bọn ta được lệnh của tề trưởng lão đổi giết hung thủ sát hại tề sư điệt và nữ nha đầu họ dư, lão già lưng còng cười gần một tiếng ánh mắt hữu ý vội ý liếc nhìn hàn lập và dư mộng hàn hàn lập đứng nguyên tại chỗ không chút dao động dư mộng hàn thì sợ đến trắng bệch cổ vận nguyệt hư một tiếng không vội lên tiếng nhưng trong đầu không ngừng suy tính các ý niệm khác nhau cổ đạo hữu người và huynh đệ chúng ta không thù không oán chỉ cần giao nộp hai người bọn họ bọn ta cam đoan để cho đạo hữu rời đi an toàn thế nào lão già lưng còng rung đùi đắc ý thoạt nhìn giống như một thầy đồ phàm nhân Cổ Vận Nguyệt có địa vị không thấp ở Lãnh Diễm Tông. Nếu có thể, bọn họ cũng không nghĩ tới việc ra tay với nàng. Hàn Đạo Hữu hiện tại đã là ngoại môn khách khanh trưởng lão của Lãnh Diễm Tông ta. Sư Mộng Hàn cũng là đệ tử nội môn của bổn môn. Muốn thiếp thân giao bọn hắn ra, hai vị không xem Lãnh Diễm Tông ra gì nữa ư? Thần sắc Cổ Vận Nguyệt bỗng nhiên lạnh xuống, giọng nói quả quyết. Hư, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Người đã muốn chết, huynh đệ chúng ta cũng vui lòng tiến chân một đoạn lão già lưng còng dựng đứng chân mày hừ lạnh một tiếng. Thanh niên mặt ngựa sớm đã mất kiên nhẫn, mắt thấy đàm phán không thành lập tức động thủ. Tay áo của gã vung lên, mảng lớn hỏa diễm màu trắng lập tức bắn ra. Lại thấy ngón tay của gã khẽ động, ngọn lửa xám trắng lập tức tụ lại một chỗ, tạo thành vòng xoáy hỏa diễm cùng màu. Tiếp đó, một đạo quỷ trào lớn bằng căn phòng bỗng nhiên thò ra khỏi vòng xoáy, chộp xuống đám người hàn lập. Cổ vận nguyệt sớm có chuẩn bị, linh nguyệt phi chu bừng sáng rực rỡ, bắn ngược về sau. Đồng thời, tay nàng đưa lên, trường kiếm màu đen bên người lập tức bắn ra, hóa thành một đạo cầu vòng dài 7-8 trượng chém tới quỷ trảo, tạo nên âm thanh kim loại giao kích. Cổ vận nguyệt khẽ động ánh mắt, ngón tay biến ảo pháp quyết. Kiếm quang đột nhiên co rụt lại, kích thước nhỏ hơn phân nửa thế nhưng hào quang càng thêm chói mắt. Phốc phốc một tiếng, kiếm quang bất ngờ xuyên thủng quỷ trảo khiến nó nổ tung, hóa thành tàn lửa đầy trời. Vòng xoáy trắng xám ở giữa không trung cũng theo đó tiêu tán khuôn mặt thanh niên mặt ngựa trở nên đỏ rực, gã há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt đỏ rực như máu, thanh niên mặt ngựa gầm lên một tiếng, lật tay lấy ra một cuốn đồng màu đen tựa như một bức tranh bình thường. Đồng thời, thân thể gã tuôn ra hào quang xám trắng trói mắt khiến người ngoài không thể thấy rõ hành động bên trong. Lão già lưng còng lúc này bất chợt nhún chân, thân thể tỏa ra hào quang đen xì như mực. Uy áp khổng lồ của Nguyên Anh hậu kỳ cũng theo đó tán ra. Cổ vận nguyệt biến sắc, Phất tay triệu hồi phi kiếm màu đen xoay quanh đỉnh đầu. Thần thức chăm chú quan sát thanh niên mặt ngựa và lão già lưng còng. Hàn đạo hữu, hai kẻ này thành danh đã lâu, thực lực rất mạnh. Một khi tình huống không ổn, các hạ hãy dẫn tiểu đồ và lệnh muội đi trước, ta sẽ cản phía sau. Thiếu phụ nhanh chóng truyền âm cho Hàn Lập, tuy rằng xuất kỳ bất ý áp chế thanh niên mặt ngựa thế nhưng nàng tự nhận không thể địch lại lão già lưng còng, lại thêm Hàn Lập chưa rõ thực lực hai người liên thủ cũng chưa chắc có thể chống lại đối phương vì vậy đã sớm nghĩ đến phương án tẩu thoát. Hàn Lập vẫn đứng yên đó chứ không nói gì, nhưng vào lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai cổ vận nguyệt. Muốn chạy trốn sao, các người có trốn được không? Cổ vận nguyệt lập tức dùng mình, một tiếng phốc vang lên, đột nhiên, một màn hắc quang bùng lên xung quanh lão giả lưng còng, thân ảnh ở trong hắc quang cũng trở nên mơ hồ sau đó hóa thành thành một bộ hài cốt màu xám. Cổ vận nguyệt thấy thế, khẽ giật mình. Hàn Lập đứng bên cạnh, ánh mắt cũng hơi lóe lên. Ngay lúc đó, ở trên không trung, Linh Nguyệt Phi Chu cũng đột nhiên rung lắc kịch liệt, từ bên trong bất ngờ phun ra một chùm hào quang đen kịt, thân hình lão giả lưng còng lơ lửng xuất hiện trong màn hắc quang. Hai tay lão vung lên, trước người lóe lên một đạo kim quang, từ hư không xuất hiện một tòa cự tháp màu vàng cao hơn 10 trượng, hung hăng nện xuống Linh Nguyệt Phi Chu. Một cỗ uy áp đáng sợ ầm ầm rơi xuống, linh quang bên ngoài Phi Chu rung rẩy kịch liệt như sắp vỡ vụn, Cổ vận nguyệt buồn bực kêu lên, hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp, từng đạo kiếm quyết chui vào trường kiếm màu đen. Trường kiếm rung lắc kịch liệt, vô số kiếm ảnh đan sen chẳng chịt hiện ra, chém về phía cự tháp đang lao tới. ầm ầm, vô số tiếng nổ vang lên, kiếm ảnh dày đặc va chạm với cự tháp ở trên không, lập tức đều tan nát rồi biến mất, không hề lưu lại được bất cứ dấu vết gì trên thân tháp. Tuy vậy, đà lao xuống của cự tháp cũng bị chậm lại một chút. Thừa cơ hội này, cổ vận nguyệt khẽ quát lên một tiếng, từ trong tay nàng bắn ra một giải ánh sáng màu trắng bạc, là một chiếc khăn gấm màu bạc. Chiếc khăn nhanh chóng đón gió bay lên, phát ra hào quang chói mắt. Trên mặt chiếc khăn gấm mơ hồ hiện ra ảo ảnh của núi sông, tản mát ra một lượng linh khí khổng lồ, chặn lại phía dưới cự tháp để làm giảm thế xuống của nó. Sắc mặt cổ vận Nguyệt hơi tỏ ra căng thẳng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, tay kết kiếm quyết. Phi kiếm màu đen lập tức quay tít một vòng, hắc quang biên cuồng phóng lớn sau chớp mắt hóa thành một thanh cửa kiếm màu đen dài năm sáu trượng chém về phía lão giả lưng còng một cách chớp nhoáng lão giả chỉ cười lạnh lùng phất tay áo đánh ra một đạo pháp quyết dưới đáy cửa tháp màu vàng phát ra một tiếng nổ lớn từ đó hở ra một lỗ thủng màu đen phóng suốt kim quang trói mắt tạo nên một khe hở màu vàng rất lớn một lực hút đáng sợ bất ngờ phát ra từ bên trong khiến cho không khí trong phạm vi khoảng 10 trượng như bị hút về phía đó Cửa kiếm màu đen lập tức dừng lại như chịu tải cả nghìn cân lảo đảo một vòng, rồi bay về hướng cái động màu vàng dưới đáy cự tháp. Cổ vận nguyệt cố gắng hết sức, liều mạng bấm pháp quyết, ý định giữ chắc cự kiếm lại, tuy nhiên lại không mang lại chút tác dụng nào, chỉ sau hai ba nhịp thở, cự kiếm vèo một cái bị cự thấp hút vào trong. Sắc mặt cổ vận nguyệt tái nhợt, liên hệ tinh thần với phi kiếm hoàn toàn bị chặt đứt. Cự tháp màu vàng tỏa ra kim quang càng thêm chói mắt, phát ra những âm thanh ầm ầm, từ từ hạ xuống, rồi không chậm chế ép đến. Chiếc khăn gấm bạc mơ hồ bị lõm xuống, Lúc cụ tháp màu vàng phát ra lực hút, những ảo ảnh núi sông trên bề mặt cũng bị biến hình méo mó, gần như cũng sắp bị cự tháp hút vào. Cổ vận nguyệt vội vàng niệm pháp quyết, hai tay đỡ lấy khăn gấm, pháp lực trong cơ thể ảo ảo tuôn ra. Hình ảnh sông núi phía ngoài khăn gấm phát sáng rồi biến lớn, phát ra từng hồi âm thanh cộng hưởng, rồi lại một lần nữa ổn định trở lại. Lão giả lưng còng cười lạnh lùng, đưa tay lên định làm gì đó. Oanh, từ đằng xa truyền đến một âm thanh trầm đục, Hào quang màu xám trắng xung quanh thanh niên mặt ngựa bỗng bùng lên mãnh liệt, rồi hiện ra một thân hình, phía trước người có một cuốn tranh đang trôi lơ lửng, chính là đồ vật mà gã lấy ra lúc trước, bây giờ đã được bày ra, mặt ngoài cuốn tranh có vẽ chi chít đồ hình bách quỷ, tỏa ra hắc quang mãnh liệt. Tiện nhân kia, cả gan làm ta bị thương, đại ca, người đừng ra tay, ta muốn cho nàng nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Trong mắt thanh niên mặt ngựa tràn đầy oán độc, trừng mắt nhìn Cổ Vận Nguyệt, gằn giọng nói. Chương 24, nghiền ép Lão già lưng còng nghe vậy lập tức nhướng mày, động tác cũng dừng lại đôi chút thế nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cổ vận nguyệt. Trong lúc đó, thanh niên mặt ngựa lật tay lấy ra một thanh thủy thủ màu đen, rạch mạnh một nhát lên cánh tay. Máu tươi tuôn ra ồ ạt hóa thành xương máu nồng đậm dung nhập vào trong bách quỷ đồ. Hỏa quyền màu đen tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, xung quanh xuất hiện từng trận âm phong. Tiếng quỷ khóc sói chu ghê rợn nổi lên, khiến kẻ khác sợ đến khóc thét. Giống giống, hai đầu quỷ vật dữ tợn thình lình nhảy ra từ hỏa quyển bách quỷ. Hơn nữa, kích thước của chúng còn nhanh chóng tăng lên, đạt đến 4 năm trượng hơn. Hai đầu quỷ vật này có nửa trên giống với viên hầu, với bộ lông ngắn màu lục, răng nanh trong miệng trắng như tuyết, nhô hẳn ra ngoài. Đôi tay viên hầu trắng kiện, 10 ngón mọc dài đỏ quạch như máu. Nửa dưới của chúng bị một cỗ xương mù đen kịt bao phủ, tựa như không có thân thể. Âm phong xung quanh hỏa quyển càng tăng lên, hắc khí cuồn cuộn. Tiếp đó một đầu quỷ vật hung lệ từ đó bay ra. Trong chớp mắt đã có hơn trăm đầu quỷ vật xuất hiện. Phần nửa trong số chúng chỉ có tu vi trúc cơ, thế nhưng trong đó cũng có năm sáu đầu quỷ vật hình thể to lớn hơn, tản ra khí tức đạt đến cảnh giới kết đan. Giết, thanh niên mặt ngựa vừa nhe răng cười vừa chỉ vào đám người cổ vận nguyệt. Hống hống hống, hơn trăm đầu quỷ vật nhào đến linh nguyệt phi chu, khí thế quả thật đáng sợ. Cổ vận nguyệt đại biến sắc mặt, nàng thu lại khăn gấm về tay sau đó vỗ lên túi chữ vật bên hông, bốn đạo bạch quang từ đó bay ra, rơi xuống chung quanh. Chỉ thấy một đám bạch ngọc khôi lỗi hình người cao hơn một trượng, mặc áo giáp, cầm trong tay cờ trắng rộng thùng thình, bề mặt lập lẻ linh quang. Đại kỳ trong tay bốn bộ khôi lỗi đung đưa một chút. Thân thể khôi lỗi phát ra bạch quang sáng lạn, nhanh chóng tụ lại một chỗ, hình thành một pháp trận trắng toát, bao phủ linh nguyệt phi chu vào trong. Pháp trận vừa thành hình cũng là lúc trăm đầu quỷ vật đánh tới, vây kín pháp trận vào giữa. Giống giống đám quỷ vật hung tợn gào to từng trận tay bắt miệng cắn dốc sức liều mạng công kích pháp trận nhất là vài đầu quỷ vật kết đan không ngừng phun ra từng đạo lục quang oanh kích bề mặt pháp trận khiến nó run rẩy kịch liệt cổ vận nguyệt vội vàng bấm niệm pháp quyết từng đạo bạch quang rơi xuống người bốn bộ khôi lỗi pháp trận lúc này mới dần dần ổn định trở lại thanh niên mặt ngựa thân ảnh nhún người bay vụt đến bên cạnh pháp trận trong miệng niệm quyết trên người lần nữa hiện ra mảng lớn bạch sắc hỏa diễm hình thành một biển lửa rộng vài chục trường gã vung tay chụp vào khoảng không, bạch sắc hỏa diễm lập tức tách ra một khối nhỏ, ngừng tụ thành hai thanh trường mâu bằng lửa dài chừng vài trường. Thanh niên mặt ngựa vung cánh tay lên, trường mâu bằng lửa lập tức phóng nhanh như điện, phát ra tiếng rít chói tai, hung hăng đâm vào pháp trận bạch sắc. Ầm ầm hai tiếng vang lớn, trường mâu bằng lửa vỡ vụn. Có điều bạch sắc pháp trận cũng hứng chịu công kích nặng nề khiến cổ vận nguyệt đang đứng bên trong cũng bị ảnh hưởng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thanh niên mặt ngựa không ngừng cười lạnh, từng thanh trường mâu từ tay phóng ra, liên tục oanh kích bề mặt pháp trận. Pháp trận vốn dĩ rộng chừng 78 tám trượng, lúc này, hào quang nhanh chóng tối đi rồi thu nhỏ lại, không lâu lắm đã thu lại chưa đầy ba trường. Sắc mặt cổ vận nguyệt càng thêm tái nhợt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Bầu trời bên trên pháp trận, lão giả lưng còng chứng kiến thần sắc của cổ vận nguyệt liền cười ha hả đồng thời vỗ lên túi chữ vật bên hông. 12 đạo hắc quang từ đó bắn ra, chính là 12 chuôi cốt xoa cốt xoa đón gió biến lớn mặt ngoài xoẹt xoẹt dâng lên hỏa diễm đen kịt tản mát ra một luồng khí thức u lãnh thấu sương bay vụt xuống đâm tới pháp trận trước khi bọn họ đến đây tề huyên đã có dặn dò nếu ai có thể hạ sát cổ vận nguyệt xem như lập được đại công lúc này cổ vận nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà lão già lưng còng lập tức ra tay đoạt công thanh niên mặt ngựa âm thầm giận dữ có điều đối phương có tu vi cao hơn nên gã chỉ có thể nén giận cổ vận nguyệt nhìn thấy cảnh này ánh mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh từ bên trên linh chu phóng lên trời, nhoáng một cái, trực tiếp xuyên qua pháp trận bạch sắc, sừng sướng giữa không chung, chính là Hàn Lập. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng trái nhoáng phải một cái, bỗng nhiên huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, sau đó hợp lại làm một với tốc độ vô cùng nhanh chóng. 12 chuôi cốt xoa cứ vậy biến mất một cách quỷ dị. Lão giả lưng còng buộc phải nhìn lại sau đó lập tức biến sắc. Hàn Lập từ từ mở hai tay ra, 12 chuôi cốt xoa thình lình đều nằm ở đó, tay hắn trà sát vào nhau, ngọn lửa bên trên 12 miếng cốt xoa đồng loạt tán loạn, để lộ bản thể. Hắn nhìn những 12 chuôi cốt xoa, phất tay thu lấy, từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, tựa như là một việc nhỏ bình thường không có ý nghĩa. Ngươi, ngươi, lão giả lưng còng chỉ tay về phía hàn lập, giọng nói run rẩy. Đám quỷ vật ngửi được khí thức nhân loại trên người họ hàn, lập tức bỏ qua pháp trận bạch sắc lập tức gào thét hưng phấn, chuyển sang tấn công hắn ồn ào quá, Hàn Lập nhíu mày, thân hình lần nữa nhoáng một cái, hóa thành bóng xanh mơ hồ xông thẳng vào bầy quỷ vật. Những nơi mà hắn đi qua, đám quỷ vật kia tựa như bọt nước, lập tức nổ vụn, thịt nát xương tan. Trong trước mắt, gần trăm đầu quỷ vật đã như lá vàng bị gió thu cuốn lấy, bỏ xác tại chỗ. Thanh niên mặt ngựa trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc quan sát cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bóng người nhoáng lên, Hàn Lập đã xuất hiện trước mặt gã, hơn nữa còn tung ra một quyền. Oanh một tiếng, Thanh niên mặt ngựa ngay đến hết thảm cũng không kịp, thân thể đã bị đánh vỡ, tàn thi vương vãi. Ngay đến nguyên anh cũng không có cơ hội trốn thoát. Không ổn, lão giả lưng còng thấy vậy hoảng hốt, vội vàng vung mạnh tay áo. Vô số phi châm màu xanh lá hiện ra, số lượng ước chừng mấy trăm. Mỗi cây đều có dài hơn thước, thân châm giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Châm nhỏ đầy trời hướng lao vút về phía Hàn Lập tựa mưa bay, phát ra âm thanh xèo xèo dày đặc. Trong lúc đó, thân thể lão già lưng còng toát ra lục diếm cuồn cuộn. Lão xoay người phi độn về phía xa xa, ngay cả cửa tháp màu vàng cũng bị bỏ lại. Hàn lập thấy vậy vẫn đứng y nguyên tại chỗ cũ, chỉ há miệng ra thình lình hít sâu một hơi. ầm ầm một cỗ hấp lực to lớn đột nhiên xuất hiện tại hư không trước người hắn. Không khí trong phạm vi mười trượng như bị hút ngược, không gian ông ông tác hưởng không thôi. Phi châm bắn xuống lập tức bị hấp lực cuốn đi, tựa như gió thu quét lá rụng đều chui vào trong miệng hàn lập miệng hắn nhấm nháp, tạo nên từng tràng răng rắc, đầu hơi ngửa ra trực tiếp nuốt xuống. Cổ vận nguyệt nhìn thấy cảnh này liền há hốc mồm, sướng sờ ngây ngốc. Trên phi chú cách đó không xa, Dư Mộng Hàn và Liễu Nhạc Nhi chỉ kịp thấy bầu trời trước mắt một hồi hỗn loạn, căn bản không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra mà hai gã cùng hung cực ác ban nãy đã một chết một chạy, vì vậy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Hàn Lập nhìn thoáng qua lưng còng lão giả đã biến thành lục quang đi xa, thần sắc lạnh nhạt. Cánh tay chợt lóe lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, tung ra một quyền. Tiếng xé gió vừa vang lên, hư không sau lưng lão già Lưng Còng lóe lên, một đạo quyền ảnh màu vàng lớn cỡ đầu người sộc đến với tốc độ nhanh gấp mấy lần độn tốc của lão. A, à, lão già Lưng Còng biến sắc, thân thể run lên, ngoài thân hiện ra một mảnh hắc quang, nhưng sau một khắc đã bị quyền ảnh màu vàng nện mạnh một cái. Oanh, quỷ hỏa màu xanh lá nổ văng tung tóe nhưng không có chút máu thịt nào, chỉ có một đống xương trắng rơi rụng lả tả. Cùng lúc đó, tại một chỗ cách nơi đây ngoài mấy chục dặm mảng lớn hắc quang thình lình xuất hiện bên trong lão đảo bay ra một bóng người chính là lão già lưng còng lão mặt hớt hải quay lại nhìn về phía sau một cái sau đó há mồm phun ra một đạo lục quang hóa thành lục diếm cuồn cuộn bao trùm thân thể biến mất tại phía chân trời trong chớp mắt hàn lập đã sớm khuếch tán thần thức bao bọc phạm vi mấy chục dặm tự nhiên biết rõ mọi chuyện khi hắn đang cười hắc hắc định ra tay tiếp thì chợt cúi đầu nhìn thoáng qua thanh quang trên người mình rõ ràng nó đã tối đi một ít so với lúc trước. Họ hàn nhướng mày, lập tức bỏ qua ý định tiếp tục đuổi giết. Thay vào đó, hắn phất tay phát ra một luồng thanh quang, thu lấy túi chữ vật của thanh niên mặt ngựa rồi xoay người bay về Linh Nguyệt Phi Chu. Liên tục chiến đấu, tuy rằng chủ yếu dựa vào sức mạnh thân thể nhưng vẫn khiến pháp lực của hắn hao hụt không ít. chương 25, Lục Nhai, ca ca, liễu nhạc nhi nhìn thấy hàn lập trở lại Phi Chu vội vàng ra đón, giọng nói có chút lo lắng. Tuy rằng tận mắt chứng kiến thạch đầu ca ca nhẹ nhàng thủ thắng thế nhưng cô gái nhỏ này chưa từng thấy qua trận chiến với uy thế lớn như vậy cho nên không khỏi có chút lo sợ. Hàn lập cười khẽ rồi lắc nhẹ đầu, ý bảo không cần lo lắng sau đó tiện tay cất túi chữ vật đi. Cự tháp màu vàng của lão già lưng còng không còn sự không chế chủ nhân dần dần trở nên ảm đạm, xoay tròn rơi xuống. Cổ vận nguyệt vừa khẽ vung tay thu lấy kim tháp vừa nhìn hàn lập cách đó không xa. Thấy hắn không có ý định ngăn trở, nàng mới an tâm cất kim tháp vào trong túi chữ vật bên hông. Pháp bảo này có uy năng không tầm thường, hơn nữa còn có thể vây khốn pháp bảo của người khác. Có nó trong tay, về sau lâm trận đối địch nàng đã có thêm một đòn sát thủ, thực lực tăng nhiều. Chỉ là phong vân song sát dù sao cũng do Hàn Lập ra tay tiêu diệt, về tình về lý chiến toàn bộ lợi phẩm nên thuộc về hắn. Cũng may đối phương tựa hồ đồng ý hành vi của nàng. Vừa rồi nhờ có Hàn Huynh ra tay tương trợ, Tuy sớm đoán được đạo hữu không phải tu sĩ tầm thường thế nhưng quả thật thiếp thân vẫn đánh giá thấp thực lực của đạo hữu. Cổ vận nguyệt lấy lại bình tĩnh, tiến đến trước mặt hàn lập. Thần sắc thoạt nhìn không đổi nhưng sâu trong ánh mắt ẩn chứa một tia kính sợ không thể giấu giếm họ hàn. Tuy nàng có thể trả giá để chống lại đối thủ cùng dai là thanh niên mặt ngựa, nhưng chắc chắn không thể nhẹ nhàng diệt sát đối phương đến mức ngay cả Nguyên Anh cũng không có cơ hội trốn thoát, huống chi bên cạnh còn có một cao thủ hậu kỳ là lão già lưng còng. Hai kẻ đó đến lấy tánh mạng của hàn mỗ, ta tự nhiên muốn sớm đưa tiến bọn chúng lên đường. Hàn lập mỉm cười rồi nói, Dư Mộng Hàn đang đứng bên cạnh cổ vận nguyệt, nghe vậy hé miệng nhoẻn cười để lộ một chút phong tình thiếu nữ. Chỉ là ánh mắt của nàng nhìn về phía Hàn lập bất giác mang theo một chút kính sợ, thần sắc mê ly phức tạp. Trong suy nghĩ của nàng, sư tôn họ cổ đã là thần tiên cao nhân thật sự. Ngay đến bạch thạch chân nhân mà phụ thân của nàng đối đãi một cách cung kính cũng không dám thở mạnh trước mặt sư tôn thế nhưng người tên hàn lập trước mắt lúc mới gặp gỡ chỉ là một thanh niên cao lớn đờ đẫn ngốc nghếch lúc này hiền lộ thực lực ngay đến sư tôn của nàng cũng phải ngước nhìn hàn lập trong tâm tưởng của thất tiểu thư lúc này tựa như một màn xương trắng tuy rằng đứng ở bên cạnh hắn nhưng cảm giác giống như ngăn cách một đường tinh hà vốn tưởng chỉ cần rời khỏi lãnh thổ phong quốc là có thể tránh được sự đuổi giết của thiên quỷ tông không nghĩ tới bọn chúng lại đến nhanh như vậy cổ vận nguyệt khẽ thở dài dù sao trước mắt nơi đây cũng là phạm vi thế lực của thiên quỷ tông hàn lập trả lời một cách lơ đáng vẻ mặt không có bao nhiêu lo lắng cần phải tiến vào phạm vi thế lực của lãnh diễm tông nhanh hơn nữa mới có thể thoát khỏi sự truy sát của thiên quỷ tông cổ vận nguyệt nhẹ gật đầu nhưng đột nhiên sắc mặt hơi chậm lại nhìn về phía hàn lập trong ánh mắt hiện lên một tia quái dị mặc dù chỉ là lóe lên tức thì nhưng hàn lập nhận ra rất rõ tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm của hắn lại có vài phần phiền muộn trận chiến vừa rồi hắn chỉ thúc giục chút hít linh quang hộ thể mà thôi, nào ngờ pháp lực đã từ nguyên anh trung kỳ rớt xuống sơ kỳ. Cổ vận nguyệt nhận ra sự thay đổi trong khí tức của hắn nên mới có biểu cảm như vậy. Họ hàn tự nhiên sẽ không đi hao tâm tổn trí giải thích. Trong một gian mật thất tĩnh mịch tại thiên quỷ thông, bốn vách xung quanh cắm hơn 10 bó đuốc thô to, ánh lửa vàng rực rung rung khe khẽ, chiếu sáng toàn bộ mật thất. Chính giữa mật thất, trước bàn đá hình tròn, một lão già tóc bạc mặc trường bào đen tuyền, một tay để lên trên bàn đá, tay kia ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối. Mũi lão tương đối cao, hốc mắt hãm sâu, đôi người nhìn chầm chầm về phía trước. Khuôn mặt gầy gò chẳng chịt nếp nhăn dưới ánh lửa chiếu dọi lộ vẻ âm tình bất định. Ngay phía trước, trong hư không lơ lửng một gương đồng bên trong là một mặt người, chính là lão già lương còng, thành viên phong vân song sát may mắn sống sót. Trong gương đồng, cái lưng vốn còng của lão ta càng thêm chịu nặng, đầu cúi xuống đất, không dám ngửa lên nửa phần. Nói như vậy, hai người các ngươi chẳng những không thể mang hung thủ về mà còn tổn thất một thành viên. Lão giả gầy còm ngừng nhịp gõ tay, mở miệng hỏi. Tiếng nói khàn khàn dị thường, lộ ra mười phần thô lệ. Thân thể lão giả lưng còng rõ ràng run lên, vội vàng đáp, khởi bẩm tề sư bá, lần này không phải là đệ tử vô năng, thật sự là người nọ quá mức quỷ dị cường hãn. Ban đầu hắn tựa hồ cố ý ẩn tàng khí tức, thoạt nhìn không khác bao nhiêu với phạm nhân. Mà khi đột nhiên ra tay, thoáng cái liền biến thành nguyên anh trung kỳ, ta còn chưa nhìn rõ ràng động tác của hắn, 12 chuôi hàn diễm cốt xoa đã bị hắn thu vào tầm tay, sau đó. Lão chưa kịp nói hết đã bị lão già họ Tề cắt đứt, tu vi của hắn thấp hơn nhưng lại dễ dàng đoạt lấy pháp bảo của ngươi. Là, đúng vậy, không chỉ có như thế, thân thể của người này cũng cực kỳ mạnh mẽ, quỷ vật mà sư đệ nuôi dưỡng trong Bách Quỷ Đồ như tượng đất sét, bị thân thể hắn đụng phải lập tức hóa thành bột mịn. Đã vậy cả phế cốt âm châm cũng bị đối phương hút lấy sau đó há miệng cắn nuốt đến vỡ nát lão già lưng còng khẽ run lòng còn sợ hãi gầy còm lão già nghe vậy ngón tay phục lại gõ lên đầu gối tựa hồ lâm vào trong suy tư lưng còng lão già một mực không dám ngẩng đầu nhưng thấy lão già gầy còm cả buổi không có âm thanh vang lên trong lòng sợ hãi càng lớn nhịn không được ngã xuống đất run giọng nói ra tề sư bá những điều đệ tử vừa nói đều là thật ạ à, tuyệt không một chút phóng đại lừa gạt lão già gầy còm vẫn giữ trầm mặc một lúc lâu sau mới ung dung nói ra theo lời ngươi nói người này hơn nửa là một lực tu cao dai cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn không phải là kẻ mà ngươi có thể đối phó. Mà thôi, việc này không cần ngươi quản nữa. Dứt lời, lão già họ tề không buồn nhìn đến lão già lưng còng, mà tùy ý phất ống tay áo một cái vào hư không. Hình ảnh trên tấm gương đồng trước mặt cũng theo đó mà tối sầm lại, biến mất không thấy gì nữa. Dám giết hạo nhi, cho dù ngươi là cao giai lực tu thì như thế nào? Lão Phu vẫn muốn rút hồn luyện phách nhà ngươi để an ui vong hồn đứa cháu tội nghiệp của ta lão giả gầy còm bỗng nhiên ngồi thẳng người mặt lộ vẻ dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói ra sau nửa ngày sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào trên gương đồng trong miệng một hồi vang lên ngâm tụng thanh âm một tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái về phía gương đồng trước hư không chỉ thấy trên mặt kính bỗng nhiên như là nước gợn sóng nhộn nhào lên từng trận rung động ngay sau đó liền lại hiển lộ ra một hình ảnh một người trong đó là trung niên hán tử hình thể có chút cường tráng bên trong cùng với không gian một mảnh núi rừng xanh tươi một tay vuốt râu ngắn cười mỉm mà hỏi thăm tề huynh lần trước từ biệt đã lâu không gặp hôm nay đột nhiên truyền tin rốt cuộc xảy ra chuyện gì lục nhai lão đệ hôm nay ta không hàn huyên khách sáo với ngươi mà thật sự là có việc muốn nhờ lão già gầy còm sắc mặt ngưng trọng thanh âm khàn khàn hán tử cường tráng nhận ra đồng bạn không có ý tứ vui đùa liền nghiêm túc trở lại trịnh trọng hỏi như thế nào đã xảy ra chuyện gì lão già gầy còm thở dài nói qua toàn bộ sự tình của Tề Minh Hạo và Phong Vân song sát. Quân khốn kiếp, giám sát hại hậu nhân của Tề Huynh, quả thật đáng chết. Hán tử cường tráng tên là Lục Nhai sau khi nghe xong hừ thấp một tiếng. Ta hôm nay vướng bận tông môn, tạm thời không thể xuất thân. Lục lão đệ ngươi ở gần phong quốc, cho nên hy vọng có thể thay ta ra tay tiêu diệt kẻ này. Lão giả gầy còm trầm giọng nói ra, lực tu lấy thân thể tu luyện làm chính, có thể đơn giản nghiền ép bình thường tu sĩ nhưng rất khó tu luyện đột phá bình cảnh. Người này có thể tu đến cao dai, chỉ sợ cũng không phải thường nhân. Lục nhai suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Theo lời môn hạ của ta, người này là ngoại môn trưởng lão lãnh diễm tông mới chiêu nạp, trước mắt vẫn chưa chính thức nhập môn, vì vậy lục lão đệ không nên để trong lòng quá. Chỉ cần thay ta giết chết người này, viên nguyên linh đan kia xem như tạ lễ của ta. Gầy còm lão giả thật sâu nhìn thoáng qua lục nhai, trầm giọng nói ra. Hán tử cường tráng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nhưng rất nhanh liền che giấu, Mở miệng nói ra, đã như thế, tính mạng kẻ này sẽ do ta thay mặt Tề Vinh Thu lấy rồi. Lão già gầy còm chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt âm trầm, đúng rồi, ta tạm thời chưa muốn lấy mạng nha đầu họ Dư, có thể bắt sống mang về là tốt nhất. Lục Nhai nghe vậy hơi sướng sờ sau đó lẳng lặng gật đầu. Chương 26, địch nhân lại xuất hiện, trên một sa mạc cách Phong Quốc mấy vạn dặm, một chiếc linh chu tỏa sáng bạch quang vạch phá bầu trời, vội vã bay về một hướng nào đó. Lúc này bầu trời quang đáng mây trắng như những mảnh bông vải đúng là một khung cảnh đẹp tạo cho người ta cảm giác vui vẻ và thoải mái chỉ là những người có mặt trên linh nguyệt phi chu hiển nhiên đều không có tâm tình thưởng thức hàn lập khoanh chân ngồi ở đuôi thuyền hai mắt hắn nhắm nghiền bề mặt làn da mơ hồ xuất hiện một tầng kim quang lưu truyền liễu nhạc nhi ngồi bên cạnh hàn lập thân thể lượn lờ lục quang hiển nhiên cũng đang tu luyện cổ vận nguyệt cùng dư mộng hàn đứng ở đầu thuyền họ dư thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía đuôi thuyền thần tình tựa hồ có chút phức tạp người còn lại tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm vừa thao túng phi chu khóe miệng ẩn hiện nụ cười thản nhiên đã hai ngày trôi qua kể từ lần bị phục kích lúc trước bọn họ chạy suốt ngày đêm trên đường cũng may mắn không gặp phải nguy hiểm khoảng cách đến lãnh diễm tông càng ngày càng gần tính an toàn tự nhiên càng ngày càng cao không biết qua bao lâu hàn lập thình lình mở mắt kim quang rực rỡ trên người lập lòe một hồi sau đó thu lại hai ngày này hắn đã thử qua nhiều loại phương pháp nhằm cởi bỏ phong ấn cho nguyên anh đáng tiếc không hề có chút tiến triển nào, lại còn tiêu hao không ít pháp lực. Lúc trước tuy tìm được trong túi chữ vật của thanh niên mặt ngựa hai khỏa đan dược có phẩm chất không hề thua kém, vọng tê đan, thế nhưng chẳng biết tại sao không có chút tác dụng nào. Xem ra tình hình thương thế của hắn phức tạp hơn nhiều so với dự đoán. Hắn lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu sau đó lướt nhìn nha đầu liễu nhạc nhi bên cạnh. Khí tức trên người tiểu nữ hồ này có chút tiến triển, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu đột phá chút cơ hậu kỳ, tất nhiên việc này cũng phải cảm ơn đan dược trong túi chữ vật của thanh niên mặt ngựa. Hàn lập âm thầm nhẹ gật đầu, hắn không định quấy rầy quá trình tu luyện của tiểu nha đầu này mà đứng dậy đi đến bên cạnh thuyền, quan sát chung quanh. Hàn đạo hiểu, tiếp tục đi về hướng Tây, không đến nửa tháng là có thể về đến bổn môn. Đến lúc đó các trưởng lão trong tông sẽ an bài một động phủ tốt nhất giúp đạo hữu khôi phục thương thế. Cổ vận nguyệt vừa tiến về phía cuối thuyền vừa cười nói. Dư Mộng Hàn ở phía sau lưng sư phụ không nói thêm một lời. Vậy phải làm phiền đạo hữu rồi. Hàn lập gật đầu, thản nhiên nói. Cổ vận Nguyệt đang muốn nói, bỗng nhiên một thanh âm mơ hồ từ phía trước thuyền truyền đến. Ba người Hàn lập nghe vậy bèn nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy phía trước thấy một mảnh đen kịt, mấy đạo vòi rồng kéo dài đến tận chân trời, quét sạch qua, tiếng sấm rền vang thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra. Cát bụi mờ mịt che khuất bầu trời. Cổ vận Nguyệt cao mày, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Linh Nguyệt Phi Chu lập tức dừng lại, lúc này, Liễu Nhạc Nhi cũng giật mình bừng tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc đi tới bên cạnh Hàn Lập. Hình như là bão cát, có cái gì không ổn sao? Hàn Lập phóng mắt ra xa rồi hỏi, Hàn Đạo Hữu có chỗ không biết, mảnh sa mạc này gọi là Hoàng Lan Cổ Mạc, đơn giản sẽ không xuất hiện bão cát, một khi xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ bao phủ toàn bộ sa mạc, và lại hiện tượng này thường sẽ kéo dài nhiều tháng. Cổ vận Nguyệt trả lời với vẻ nghiêm trọng, À, nếu cứ đi qua thì sao? Mặc dù quy mô bão cát không nhỏ nhưng dường như không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với chúng ta." Hàn Lập nêu lên nghi vấn, "Bão cát tất nhiên không hề đáng lo, chỉ là nơi đây có một loại thượng cổ kỳ trùng gọi là Âm Nhiệt Phi Nghĩ vốn luôn sinh sống bên trong lòng đất cổ mạc. Có điều một khi bão cát nổi lên chúng sẽ ra ngoài tàn sát. Bản thân mỗi con phi nghĩ không thể tạo thành uy hiếp gì lớn thế nhưng loại kỳ trùng này thường tụ tập thành ngàn vạn con xuất hiện cùng nhau. Cộng thêm tốc độ cực nhanh của chúng, một khi bị kia quấn lấy, ngoại trừ pháp bảo ma đạo ra, tất cả pháp bảo đều bị xương mù dơ bẩn của phi nghi ăn mòn. Vì vậy dù là tu sĩ đẳng cấp cao cũng phải cảm thấy đau đầu với chúng. Cổ vận nguyệt giải thích cặn kẽ, không còn đường vòng nào khác sao. Hàn lập nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi hỏi, hiện tại pháp lực của hắn càng dùng càng ít nên dĩ nhiên không muốn lãng phí ở địa phương thế này. Chỉ sợ nếu đi đường vòng cũng mất nhiều tháng, cổ vận nguyệt suy nghĩ một chút, trả lời. Hàn lập sờ nhẹ lên cầm, trầm mặc không nói. Cổ Vận Nguyệt nhìn phản ứng của Hàn lập, cũng không nói gì, hiển nhiên là muốn hắn quyết định hành động. Hàn Đạo Hữu không cần lo lắng về âm nhiệt phi nghĩ, giao cho ta ứng phó là được. Một thanh âm đột nhiên bên trong người Hàn lập vang lên, đúng là ma quang. A, à, người có thể nắm chắc. Hàn lập trong lòng khẽ động, thông qua tâm thần hỏi. Phi nghĩ là loại thượng cổ kỳ trùng sống trong lòng đất do lực lượng âm sát kết hợp với khí tức phong linh oán nhiệt sinh ra có nhiều điểm tương tự với thiên ngoại ma đầu bọn ta không ngờ ở linh hoàn giới cũng có loại kỳ trùng này phi nghĩ tuy rằng khó chơi nhưng lại hết sức e ngại công kích nhiếp hồn ma âm tuy ta chỉ phát huy được một phần thần thông nhưng dùng để ứng phó với đám âm nhiệt phi nghĩ này thì không thành vấn đề ma quang cười hắc hắc rồi nói tốt vậy phải nhờ cậy đạo hữu rồi hàn lập suy nghĩ một chút rồi mới hồi âm ta và ngươi hiện tại đồng tâm hiệp lực tất nhiên tận lực xuất thủ ma quang hời hợt nói một câu thanh âm dần dần yên lặng đường vòng thật sự quá xa chúng ta sẽ đi xuyên qua bão cát nếu gặp âm nghiệt phi nghĩ hàn mỗ tự có biện pháp đối phó hàn lập thần sắc không thay đổi quay đầu hướng cổ vận nguyệt nói ra hàn đạo hữu nắm chắc vậy sao cổ vận nguyệt khẽ giật mình nói như thế nào cổ đạo hữu không tin hàn mỗ sao hàn lập mỉm cười thiếp thân tuyệt không ý này nếu như đạo hữu nói như vậy tự nhiên là đã tính trước rồi cổ vận nguyệt vội vàng cười cũng không nói cái gì nữa trong tay bấm niệm pháp quyết Linh Nguyệt Phi Chu đại phóng hào quang, ngưng tụ thành một vòng bảo hộ màu trắng, lao vào trong bão cát. Sau một khắc, tất cả mọi người chợt cảm thấy chung quanh ánh sáng tối sầm lại, lọt vào trong tầm mắt là tiếng cuồng phong gào thét, xen lẫn cát bụi đầy trời, hung hăng oanh kích vào hộ thuẫn phi thuyền. Linh Nguyệt Phi Chu lập tức hơi hơi lay động, cổ vận nguyệt trong tay pháp quyết biến đổi, đánh ra một đạo bạch quang, lóe lên tức thì chui vào một chỗ đầu thuyền. Xoẹt một tiếng, phi chu phát sáng, màu trắng vòng bảo hộ lập tức sáng người gấp mấy lần, ổn định lại, hướng phía phía trước mà đi. Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn mới đầu nhìn thấy bão cát gào thét bên ngoài, còn có chút bận tâm, nhưng theo thời gian sau, tận mắt nhìn thấy bão cắt căn bản quả nhiên không thể xuyên phá vòng bảo hộ của Linh Nguyệt Phi Chu, tâm tình tự nhiên dần dần buông lỏng xuống, nhìn qua màu trắng quang thuẫn mà thưởng thức cảnh sắc kỳ dị bên ngoài. Cổ vận Nguyệt chuyên tâm điều khiển Phi Chu, cẩn thận tránh né những cột vòi rồng, tốc độ cũng không chậm đi bao nhiêu. Trong nháy mắt, đã một hai canh giờ, vận khí của bọn hắn tự nhiên không tệ, cũng không có gặp âm nhiệt phi nghĩ. Hàn lập hai tay để sau lưng, thần sắc bình tĩnh đứng ở đầu thuyền, nhưng bỗng nhiên trong mắt lóe lên lam mang, nhìn thoáng qua phía trước. Hàn đạo Hữu làm sao vậy? Cổ vận nguyệt nhận thấy thần sắc hàn lập có chút biến hóa, lập tức cả kinh. Cổ đạo hiểu, xem ra có chút phiền toái tìm tới trước cửa. Hàn lập nhìn cổ vận nguyệt cười nhạt, cổ vận nguyệt khẽ giật mình, nhất thời không biết hàn lập đang nói chuyện gì. Ầm ầm, đúng vào lúc này, một vòi rồng xoay tròn lấy ù ù tiến về phía trước vừa đúng đối diện lấy phi chu vòi rồng này dị thường rất khác với các cơn lốc khác hầu như kéo dài tới chân trời ầm ầm tiến tới một đạo cuồng phong cực lớn quét sạch tới gần như cuốn bay linh nguyệt phi chu cổ vận nguyệt biến sắc không kịp nghĩ thêm về điều hàn lập vừa nói dẫm mạnh xuống thuyền một cái phi chu tỏa sáng hào quang hướng về phía trước mà chạy đi trong chốc lát bay ra gần trăm trượng hiển nhiên đã thoát khỏi nguy hiểm lốc xoáy vòi rồng Bất quá không chờ Cổ Vận Nguyệt thở phào, bốn phía xung quanh đột nhiên vỡ ra, từng đạo cột sáng màu vàng phóng thẳng lên trời trong tiếng nổ vang. Những cột sáng màu vàng lập tức đan xen lẫn nhau, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một tòa đại trận màu vàng. Mặt đất hiện ra một trận đồ khổng lồ lớn cỡ trăm trượng, vô cùng phức tạp. Trận pháp, Cổ Vận Nguyệt đại biến sắc mặt, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, chung quanh cảnh sắc biến đổi, xuất hiện ở một mảnh ánh sáng, chung quanh là từng ngọn núi, bầu trời cùng mặt đất rồi lại lóe lên hoàng mang óng ánh một luồng linh áp khổng lồ vào tới linh nguyệt phi chu từ bốn phương tám hướng vòng bảo hộ xung quanh phi chu màu trắng lập tức vang lên ken két hiện ra vô số vết dạn nứt thoạt nhìn như sắp vỡ vụn liễu nhạc nhi cùng dư mộng hàn thấy thế lập tức nghẹn ngào hàn lập thấy vậy bình tĩnh vươn tay tế ra một cái tiểu trung pháp bảo màu đồng thau tạo thành một vòng bảo hộ che chở liễu nhạc nhi cùng dư mộng hàn đây là một kiện pháp bảo phòng ngự lấy được từ túi chữ vật của thanh niên mặt ngựa giờ phút này đúng lúc phát huy công dụng Gần như cùng lúc, màn hào quang màu trắng trên linh chu thình lình vỡ vụn, áp lực khổng lồ ầm ầm tới. Hàn lập cùng cổ vận nguyệt trên thân linh quang lóe lên, đón nhận áp lực. Mặt ngoài tiểu trung màu đồng thao ông ông vang lên, bình yên vô sự. Chẳng lẽ lại là người của thiên quỷ tông tìm tới? Cổ vận nguyệt tuy vẫn tỏ ra chấn định, nhưng từ khí thế kinh người mà pháp trận phô bày, có thể thấy được địch nhân không phải tu sĩ Nguyên Anh bình thường, trong lòng không khỏi có chút bối rối và sợ hãi. Thiên quỷ tông sao? bọn chúng thật đúng là âm hồn bất tán mà. Hàn Lập nghe xong chợt cười khẽ một tiếng, chương 27, gánh ngũ nhạc, áp ngũ quỷ. Hàn Lập vừa dứt lời thì không gian xung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Giữa biển cát mênh mông, từng khối cự thạch lớn như cối say lần lượt hiện ra, số lượng chừng hai ba mươi khối, vây chặt linh nguyệt như nêm cối. Trong lòng cổ vận nguyệt có chút hồi hộp, chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì những cự thạch có mặt ngoài sáng lấp lóe đều nhanh chóng chuyển động mang theo tiếng xé gió gào thét, đánh tới phi chu. Cổ vận nguyệt kinh hãi, thúc giục bảo kiếm trong lòng bàn tay. Một đạo kiếm quang màu đen từ trên người phóng lên cao, hai bên chặn lại, trong nháy mắt trở lên to lớn, hóa thành một thanh cự kiếm màu đen cao vài chục trường. Cự kiếm vừa chuyển động vừa xoay tròn sau đó đột nhiên tách ra tạo thành những tia kiếm quang, mơ hồ ngưng tụ thành một dài hình, đầu sắc nhọn, chém về phía tảng đá lớn gần nhất. Một tiếng ầm vang thật lớn, cự thạch miễn cưỡng bị kiếm quang chém nát, có điều cự kiếm hắc sắc cũng như bị trọng thương, lảo đảo bắn ngược trở về hào quang bên ngoài ầm ầm tán loạn thân thể cổ vận nguyệt chấn động nàng phải lui liền mấy bước về sau mới có thể đứng vững trở lại ánh mắt tràn đầy hoảng sợ sức mạnh của khối cự thạch vừa rồi gần như có thể so sánh với một kích toàn lực của tu sĩ nguyên anh việc phải đối mặt với mấy chục khối tương tự xung quanh khiến nữ tu sĩ này không khỏi ớn lạnh đúng vào lúc này thanh âm nhàn nhạt của hàn lập vang lên bên tai bảo vệ hai nhà đầu nhạc thất thật tốt nơi đây giao cho ta Cổ vận nguyệt chỉ kịp thấy một thân ảnh từ linh nguyệt phi chu nhảy lên không trung, hai tay lập lòe kim quang, thân hình quay tít một vòng, tung quyền ra khắp bốn phía hư không. Bang bang tiếng nổ truyền đến từ bốn phương tám hướng, tất cả cử thạch bị một sức mạnh khó tin đánh vỡ gần như cùng lúc, nổ tung như trứng gà, để lại đá vụn đầy trời. Hư, quả nhiên là lực tu, thanh âm nam tử hư lạnh truyền đến từ nơi nào đó giữa hư không, thoạt nghe mờ mịt, không biết từ nơi nào truyền đến. Cổ vận nguyệt nghe thấy giọng nói này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn khắp bốn phía như muốn tìm ra chủ nhân của nó. Hàn lập nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một tia châm chọc. Chỉ thấy hắn xoay người búng khẽ ngón tay một cái, một đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, chém về một phía, lập tức đánh vỡ một góc hư không. ầm ầm, không gian nơi đó chấn động kịch liệt, một đại hàn áo đen loạn trọng hiện ra. Hình thể người này có chút cường tráng, mặt chữ điền dâu ngắn, thần tình tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ đến người còn là kiếm tu, lấy tu vi nguyên anh lại có thể khám phá nơi lục mỗ ẩn thân, hẳn không phải là hạng vô danh. Người tên là gì, sư phụ là ai? Đại hán thần sắc rất nhanh khôi phục lại, chậm rãi mở miệng hỏi. Ta là ai không quan trọng, kẻ sắp chết không cần biết quá nhiều. Hàn lập cười lạnh rồi nói, nực cười, vừa nãy ta chỉ phô diễn một chút uy lực của pháp trận mà thôi. Không ngờ lại khiến ngươi lại tự phụ như vậy. Được, đòn tiếp theo lục mỗ sẽ cho ngươi hình thần câu diệt. Huyền y đại hán giận dữ, một tay bấm niệm pháp quyết trên người nổi lên những gợn sóng màu vàng như muốn biến mất lần nữa hàn lập thấy vậy trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn trận pháp của đại hàn áo đen có chút tinh diệu lúc này đối phương hẳn đã ẩn nấu nơi sâu bên trong pháp trận với thần thức hiện tại của hắn căn bản không thể cảm ứng chính xác nhưng họ hàn lập tức hừ lạnh một tiếng toàn thân nổi lên kim quang hắn định cậy mạnh phá trận khiến cho đối phương không còn nơi nào để trốn nhưng vào lúc này dị biến nổi lên Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, năm quái vật khổng lồ bọc trong hắc khí thình lình hiện ra, vây bọc Linh Nguyệt Phi Chu vào giữa. Hàn Lập nheo mắt, ánh mắt chấp động một thoáng lam mang. Ẩn trong hắc khí rõ ràng là năm cửa quỷ màu đen cao chừng 30 40 trượng. Nếu không có đôi sừng trên đầu, vẻ ngoài của chúng rất giống viên hầu. Toàn thân bao phủ một lớp lông đen ngắn, mặt xanh nhanh vàng, hai mắt đỏ như máu, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, thế nhưng thần tình lại vô cùng đờ đẫn trong tay mỗi cửa quỷ là một ngọn núi đen kịt giống nhau như đúc nếu so với chúng đám người hàn lập quả thật nhỏ bé chỉ như con sâu cái kiến sắc mặt cổ vận nguyệt lập tức đại biến đám cửa quỷ đều có khí thức vượt qua thực lực của nàng trong nháy mắt một tầng mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán nữ tu sĩ này về phần liễu nhạc nhi cùng dư mộng hàn căn bản không thể chịu đựng được khí thế kinh người của cửa quỷ nên đã trực tiếp mất đi giống 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 năm con cửa quỷ đồng loạt gào lên một tiếng đôi mắt đỏ lộ rõ sự hung bạo chúng vận sức ném mạnh năm tòa cự sơn khổng lồ về phía phi chu năm ngọn núi đại phóng hắc quang trong nháy mắt đã lớn hơn hơn trăm trượng mang theo từng trận giết gào rơi xuống vị trí hàn lập đang đứng ngọn núi khổng lồ chưa đến uy áp đáng sợ đã gào thét tới cuồng phong nổi lên không gian xung quanh linh thuyền phát ra từng trận ông ông